kiếm cái bao hay cái gì cũng được hết nha. Em chào mọi người. Hello tất cả mọi người. Hôm nay em lên tiếp áo trắng siêu phẩm nha mấy chị. Hôm qua chuẩn bị quá trời đồ luôn mà không like được. Hôm nay tranh thủ nè, để bán nhiều nhiều siêu phẩm nè mấy chị nè. Em chào tất cả mọi người. Hello chưa cà. Cảm ơn bà luôn ủng hộ Vi nha. Rồi cho Vi ghiên cái bình luận 59.000. Trời thiệt có, hôm qua là trong cái xui cũng có cái may. Tôi nhớ là hôm qua đầu like vô có cái bà gì bà chê. Bà chê là cái chất của một cái quần, một trong những cái quần bà chốt là cái chất nó không có được đẹp. Nhớ không? Bà vừa chê xong là mấy bà lên, mấy bà binh tôi quá trời luôn. Trời ơi lúc đó là mới cảm thấy được tình nghĩa luôn á. Lúc đó là thật sự Vi cảm thấy được là các chị thương Vi đến mức độ nào luôn á mấy chị. Vừa có một người chơi xong là mấy người kia là lên feedback khen lại liền, bù lại cho Vi liền. Trời ơi, cái đó là quý lắm á mấy chị. Cái đó là em nghĩ rằng một người buôn bán phải thực sự là có tâm lắm á, mới có thể được sự ủng hộ kinh khủng như vậy đó mấy chị. Rồi mấy chị, dạ có size lớn không hả? Dạ size lớn là tầm 60-65kg rồi nha chị. Em chào chị Minh Yến. Trời hôm qua là có một người vô chơi đầu đó. Trời fan cứng cộng một chị Minh Yến ơi. Chị Minh Yến là fan cứng dữ dằn lắm rồi đó. Là sắp tới là mình cứ ship 10.000 nha chị Minh Yến. Rồi bên chị đẹp mà cảm ơn. Nhưng mà ý là được khách ủng hộ á, trời tôi mừng hết lớn luôn á. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được điều đó luôn á. Tự nhiên cái lên feedback khen đồ quá trời luôn. Giặt bà kia tơi tả luôn. Bởi vì mới thấy bà kia bán quê như thế nào. Rồi lên nha. Ủa có cái rổ gì không à? Rồi đầu giờ lên siêu phẩm. Đầu giờ siêu phẩm không à? Đầu giờ siêu phẩm không nha. 59.000 đồng giá nha các chị ơi. Mình có nhìn thấy cái ghim bài của em chưa? Áo trắng đầu kiện giá 59.000 toàn bộ mấy chị. Hôm nay em Vi lên đồ không đẹp không lấy tiền. Được chưa? Em bù lại nè. Em bù lại ngày hôm qua nè. Em lên một con tay bồng baby doll siêu phẩm trước nha. Con bồng tay bồng baby doll siêu phẩm. Con này từ 50kg cho đến dưới 53kg mặt đẹp. 50kg cho đến dưới 53kg mặt đẹp. Rất là đẹp luôn á. Mấy chị mặc nó xòe như vậy. Mấy chị mặc với quần sọt. Em bảo đảm đi biển bao chụp hình lên ảnh luôn. Chốt con này cho em mã số B27. Chốt con baby doll size SM này cho em Vi mã B27. Mấy chị cứ mặc quần sọt giùm em thì nó sẽ xòe như một cái váy nha mấy chị. Con này là nó may thiết kế xòe xếp ly phần dưới luôn á mấy chị, nên nó rất đẹp. Chốt cho em mã B27 nha mấy chị, mã B27 nè. Rồi em có một con đầm nè mấy chết. Em có một con đầm nè cho chị coi áo sọc hả? Áo sọc. Dạ từ từ đi chị, em nhiều lắm, em coi cho chị coi hết luôn. B27 của chị Nguyễn Thanh Huyền nè. Mấy chế, quá dễ thương con này mấy chế. Một con đầm baby doll thêu hoa. Con này cái phần tay của nó là thêu hoa như vậy nha các chị. Đẹp lắm. Đồ hôm nay đẹp lắm, đỉnh của đỉnh không á. Rồi con này size S dưới 50kg mình mặc như một cái đầm xòe luôn. Hôm nay đầm này em bán giá 59.000 luôn. Chốt cho em mã 145. Mặc hết, mặc vừa quần nào cũng đẹp. Cảm ơn chị mà vừa nữa là hài lòng lắm giờ. Mua hàng online như vậy là hài lòng lắm giờ đó. Tại vì em đo cũng kỹ với lại quần ống rộng cũng dễ mặc. Đây mấy chị này nha, đẹp lắm mấy chị nhìn kỹ cái chi tiết áo ha. Đây mấy chị chi tiết trên áo thêu rất là nhiều luôn. Mã 145 dưới 50kg nha mấy chà mấy bà của em. Mã 145 dưới 50kg đẹp lắm nha. Đẹp lắm luôn á mấy chị. Rồi 127 nè, B27 chứ quên. Đã ha, B27 em chốt chị Nguyễn Thanh Huyền trước nè ha. Chị Nguyễn Thanh Huyền nè. Rồi em lên con này đi. Chị sọc là sọc này hả chế? Hay là sọc trên xào? Ôi đồ dễ thương lắm, đồ hôm nay đẹp lắm. Rồi mặc cái quần ống rộng là đúng bài luôn á. Con này 50kg đến 57kg mặc đẹp nha mấy chị. Vải của nó phải gọi là siêu mềm mát luôn. 50kg đến 57kg, 59.000. Chốt cho em mã 516 nha mấy chị. Chốt cho em Vi mã 516 nha. Thôi à, em lên vôn lụa cao cấp mấy chị. Con này là hàng nè mấy chị, nhìn cái form của nó nè. Đẹp đã lời luôn. Con này là 50kg cho đến 60kg free size nha. Ở đằng sau của nó mấy chị nhìn nè, nó giống như cái đuôi cá vậy đó. Đó, 50kg đến 60kg mình mặc free size giùm em, không cần đóng thùng con này nha các chị. Chốt cho em mã số 2 nha. Chốt cho em mã số 2 nha. À dạ cái đó là quần váy á chị, quần jean giả jean á chị. Con này đẹp lắm á, con đó quần váy á. Rồi em lên nhiều lắm nè, con này hàng hiệu mấy chị.
Con này là hàng hiệu, 50kg cho đến 60kg mặt đẹp. Cái vải của nó là thuộc dạng đẳng cấp luôn đó mấy chị. Con này cái vải của nó là thuộc dạng đẳng cấp luôn. 50kg free size đến 60kg, hàng có thương hiệu nha. Tại vì con này em nhìn qua là em biết nó hàng hiệu rồi mấy chị. Cái mạc của nó là may. Cái mạc của nó nè. Đây, hàng đẹp đàng hoàng, hàng xịn nha. Chốt cho em ở B64 dưới 60kg hàng xịn giùm em. B64 dưới 60kg hàng xịn nha. Không, B64 cực kỳ xịn luôn. Rồi lên mấy chị, đã chưa? Siêu phẩm mấy chị, 50kg đến dưới 55kg có túi chỗ này. Đó, 59.000 cho siêu phẩm này luôn ạ. À, hôm nay siêu phẩm em rất là nhiều mấy chị ơi. Mấy chị cứ ngồi ngay ngắn, em lên đúng số ký mình mặc cho nó đẹp. Mùa lễ 30 tháng 4 này mấy chị cứ diện áo trắng chụp hình gửi cho em Vy nha. B64 chị Loan Mỹ. Con này chốt mã B48 giùm em Vy nè. Rồi giống như con 516 này em nọ, con 516 này mấy chị cứ đóng thùng với quần giọt hồng ghim, mấy chị đi chơi lễ dễ thương lắm. Trời ơi, 516. 57kg quay đầu mã 516 nha, mấy bà đi chơi lễ không dễ thương không lấy tiền. Đo eo chị xem, chị bận quần canh a. À, canh là quần váy đó chơi. Trời ơi, quần váy nè. Đây, hai bên của nó có như vậy nè mấy chị. Con trên canh có lưng chung phía sau á, eo là từ 68 cho đến 72 thôi. Nha mấy chế nha, eo 6872 size M thôi. Cái quần trên canh giá 59.000 luôn, chốt cho em mã 936 nha các chị. Kem nó đang chơi anh ơi. Chốt cho em mã 936 nè. Giờ em lên tiếp siêu phẩm. Em có một con đầm này nó đẹp kinh khủng luôn, nó ngang ngửa đầm thiết kế luôn á mấy chị. Đã chưa? Em đứng cho mấy chị coi nè. Rồi tay nó bồng nha, tay của nó là kiểu như tay công chúa vậy đó chị. 50kg đến dưới 57kg vừa con này luôn nha. Trời mấy chị, mà thêm một cái dây nịt ở đây giùm em nữa là maximum đẹp luôn á, đi tiệc luôn á. Rồi, 50kg đến dưới 57kg vừa, chốt đầm thiết kế cho em mã 294 mấy chị. Chốt đầm thiết kế cho em mã 294, giá của nó là bao nhiêu mấy chị? 59.000 luôn giùm em nha. Đây mấy chị, đầm 294 giá của nó là 59.000 luôn. Em chốt cái quần váy cho chị Nguyễn Thanh Huyền mặc phối sơ mi cho nó đẹp, được chưa? Cái này là tại vì quần váy em tạm thời hết hàng á mấy chị. Khách mua bữa giờ mua 500 con hết trơn luôn rồi. Nên là em đang làm hàng ủi rất là nhanh quần váy để bán cho mấy chị đó. Nên là bây giờ em mới tranh thủ em bán cái sơ mi trắng để mấy bà phối đồ nè mấy bà. Rồi, sơ mi trắng là phối với quần váy là rất là đẹp nha. Mấy chị nhìn siêu phẩm của em nè, con này là cột nơ sâu giùm em. Con này là áo em bận á mấy chị, áo em bận livestream á. Tay nó bồng. Con này em đóng thùng với quần chân váy jean. Hôm mà bữa thì em đóng thùng với chân váy jean đẹp lắm. 50kg cho đến 55kg con này nha mấy chị, như một nàng công chúa luôn. Cái vai của nó thiết kế là hai mặt luôn đó mấy chị, chứ không phải một mặt đâu, nên rất là đẹp. Mà tay nó bồng nữa, vải của nó thì mềm. Đó, chốt con này rất là đẹp nha. 50kg đến 55kg thôi, chốt cho em mã số B10 đi các chị. Chốt cho em mã B10 nè. Đầu giờ em sẽ lựa, trời nói chung là em lựa mà bước vô xào này là lựa hết rồi. Một khi mà bước vô cái xào này nè mấy chị là lựa hết rồi đó. Là lên là đẹp thôi đó, nhưng mà em muốn là đẹp hơn nữa nên em mới đang lựa tiếp cho mấy chị nữa nè. Rồi con này mấy bà, con này nó đơn giản nhưng nó siêu dễ thương nha mấy bà. Đây, B10 của chế My Sun nè. Hình như con B10 mình em cũng còn á, B10 của phong này mình còn đúng không? Hình như con B10 em còn, đợi chút xíu thì em tìm ra là em bán cho chị Thanh Xuân một cái nha. Hôm nay đồ nó tay tay không à mấy bà ơi. Mấy bà coi mấy bà hết hồn luôn, hôm nay đồ nó tay tay không à. Rồi con này nè, cũng làm ren thiết kế hai mặt luôn. Con này mà mặc đóng thùng với chân váy này nọ đẹp kinh khủng. Ai mấy chị, cái tay nó bồng nè, mấy chị thấy nó dễ thương ghê không? Cái phần mặt trước là nó thêu hết đó mấy chị. Đó, nó thêu ẩn á. Rồi. Rồi chốt con này 50kg đến dưới 53kg giùm em. Chốt cho em mã B82 nha. Dưới 53kg mã B82 giùm em nè. Rồi em lên một con siêu phẩm hàng công sở. Đây, con siêu phẩm hàng công sở nha mấy chị, tay xoắn ốc. Con này là size to giùm em, 55kg cho đến 65kg mặt đẹp. 55kg cho đến 65kg mặt đẹp, chất liệu vôn lụa cao cấp nha mấy chị. Chốt con này cho em mã M1 luôn mấy chị. Rồi nè, hôm nay cái này em cũng có luôn á. Con này là 40kg cho đến dưới 46kg mặt đẹp. Con này là đầm ren 100% có lớp lót nha. Đầm ren 100% có lớp lót. 40kg cho đến dưới 46kg mặt đẹp. Chốt siêu phẩm cho em mã B47. Mấy chị size S là mặc rất là đẹp luôn. Mã B47 dạ. Trên tường chị vừa đó chị, nhưng mà chị đợi em chút xíu để em lên nhiều form lắm. Chị đợi em chút xíu để em lên nhiều form đẹp đẹp cho bà bận. Rồi con này nè, siêu đẹp luôn nè bà ơi. Ai, con này 57, 58kg được nè chị, đẹp quá. Đây, siêu phẩm luôn, em lựa siêu phẩm nha.
Con này nè, tay nó bồng mà nó kiểu á, nó phối rất là đơn giản. Con này thì mặc nó sang. Con này 50kg đến 57kg mới bà mặc sang lắm, mà mặc với jean nó đẹp. Đó. Tại vì con này là xô của nó là xô mềm nên mặc với jean rất là đẹp mà trẻ trung nữa. Đây nhìn cái tay của nó nè. Ấn tượng luôn, 50kg đến dưới 57, 58kg ok nha. Chốt cho em mã 505 đi mấy chị. Chốt cho em mã 505 đi. Chút xíu lên mấy con nó còn siêu phẩm hơn nữa, nhìn con này nè. Rồi lên siêu phẩm nha. Con này 55kg cho đến 60kg mặc thoải mái. Size ML luôn. Được chưa? Tay bồng nha, cái phần tay của nó nè mấy chị, đẹp lắm. Đó, xịn sò luôn. Chốt siêu phẩm tay phòng cho em mã 246 luôn mấy chị. Chốt con đó cho em mã 246 nha. Đồ hôm nay đẹp lắm á mấy bà ơi. Mấy bà không chốt uổng lắm á. Rồi mấy chị nhìn nè, xẻ vai nè. Cái con này nó đẹp lắm, để em làm cho mấy chị coi nó form. Đó. Con này 50kg cho đến nè, 50kg cho đến 58kg đóng thùng siêu phẩm. Mấy chị nhìn thấy nó đẹp không? Trời ơi, em thấy nó xuất sắc quá rồi. Ôi ôi, con này nè, em đóng thùng cho mấy chị coi. Rất là đẹp nha. Trời ơi, con này nhức nách luôn á mấy chị. Rồi 50kg đến dưới 58kg nhức nách luôn. Giả áo canh size S đó chị, dưới 48kg. Rồi chốt con này cho em mã M86 mấy chị, nhức nách luôn á mấy chị. Bà nào săn siêu phẩm đà, bà nào săn siêu phẩm đầu kiện là con này nhức nách luôn á. Con này rất là dễ thương. Bao đi tiệc luôn, con này rộng lắm. Con này thoải mái ngực, thoải mái bắp tay nè chị Loan Mỹ ơi. Chốt cho em mã M86 nha. Chốt cho em Vi mã M86 luôn. Đồ em nhiều lắm, đồ hôm nay là hàng đã không á mấy chị. Rồi em lên ren nè. Con này ren nè. Dạ em đọc mã chị ơi, chứ em không có ưu tiên. Chậu bà chốt like của tôi mấy like rồi, bà không có biết tính tôi ta. Rồi lên mấy chị, từ từ em đọc mã. Bây giờ em đọc mã luôn nè. Rồi bà chốt thì mấy chị chốt con nè, con canh size S. Dưới 48kg mặt đẹp, chất vôn lụa, nút ngọc trai. Chốt cho em mã 537. Chốt cho em mã 537, chỗ con canh đó là cái kiểu của nó cổ điển này, kiểu tiểu thư á các chị. Rồi lên mấy chị, con này 50kg cho đến 52kg thôi, 52, 53kg thôi, size SM. Trời ơi, con này mặc cái quần sọt cũng đẹp mà mặc đóng thùng cũng quá trời đẹp luôn. Con này mặc cái quần sọt cũng đẹp mà mặc đóng thùng cũng cưng luôn nha. Chốt con này cho em Vi mã số 520 luôn mấy chị ơi. Chấm bài giùm em được không ạ? Chốt cho em mã 520, 537 chị nắm Linh Chi nè. Con 520 đẹp lắm rồi đó mấy chị ơi. Rồi em lên cái form nó giống ở trên canh cho chị nha. Em lên cái form đẹp đẹp giống như trên mannequin nha. À, giống như trên mannequin, giống như trên trên cái cám bi á. Rồi con này siêu phẩm. Ở đằng sau của nó là bao dễ thương luôn mấy chị. 50kg, 55kg cho đến dưới 60kg free size. Trời ơi, con này nó quá dễ thương luôn rồi đó. Mấy chị đóng thùng, nhìn em đóng thùng cho mấy chị coi. Con này đóng thùng nó cũng dễ thương. Mà mặt thả ra với quần jean á, quần sọt nó cũng rất là ok. Hai mặt nó đều dễ thương hết. Mà nó là hàng hiệu nữa. Chốt con này cho em mã A16 nha. Chốt cho em Vi mã A16 luôn. Chốt cho em Vi mã A16 nè. Rồi em lên nhiều kiểu dễ thương nữa nha. Rồi con này tay bồng phong ngắn theo hình cô gái giùm em nè. Rồi con này tay nè mấy chị rút dây rút chỗ này cho nó xinh nha. Rồi mấy chị rút dây rút chỗ này cho nó xinh đi nè. Theo hình cô gái nha. 50kg đến dưới 52kg thôi giùm em. Chốt cho em mã số 79. A16 em chốt cho chị Thanh Xuân nè. A16 rất là đẹp mấy chị ơi. A16 ngang ngửa hàng thiết kế. Hồi nãy giờ em lên hàng thiết kế không á mấy bà. Rồi em lên vôn lụa sexy đi. Con này lụa mấy chị. Con này lụa. Lụa hững hờ đuôi tôm nha. Cái dòng này free size giùm em dưới 60kg nha. Đẹp lắm đó. Lụa đó. Vôn lụa này mấy chị mặc sướng lắm. Con này mấy chị mặc với quần ôm á. Rất là đẹp. Rất là sang. Nói chung là mặc với quần ôm á. Mấy chị nhìn nó sang chảnh lắm kìa. Mấy bà chơi cao gót lên giùm em. Chốt cho em mã 280. Free size dưới 60kg mã 280. Em có số điện thoại chị Thanh Xuân rồi. Chốt cho em mã 280 nha. À em có con này nè. Con đầm suông mấy chị. Con này là đầm suông á. Nó có cái hình con mèo thêu. Ở đây nó có túi. Con đầm suông này mấy bà nè. 52kg mấy bà mặc đẹp lắm. Đầm suông này mặc cái giày bata cho nó xinh. Đuôi nó dài lắm nha. Em cao 1m6 á mấy chị. Đó em cao 1m6. Mấy chị thấy nó dài ghê không? Đẹp ghê không? Form suông đơn giản lên quần lên giày bata ok. Form suông đơn giản lên giày bata ok. Chốt cho em mã số 23. 50kg đến 52kg quay đầu thôi nha. Mã số 23 đó. Ê à, em lên. Form này em bảo đảm nhiều chị rất là cần. Dạ cái mã cô gái từ từ 280 em chốt chị Loan Mỹ nè.
cô gái là em chốt cho chị Bích Quyền. Chị Bích Quyền cho em xin số điện thoại địa chỉ nha, sau này mình bấm mãi giùm em nha chị Bích Quyền ơi. Rồi chị Bích Quyền chốt cô gái nè. Rồi lên cho em số điện thoại địa chỉ đi chị Bích Quyền ơi. Khách mới thì chốt hai cái là đủ đơn nha các chị. Khách là đầu tiên chốt hàng bên em mình chốt hai cái mình đủ đơn nha. Rồi lên nè. Trời đất ơi con này là. Mấy chị ơi, mấy chị phải có một cái trong tủ đồ 50kg đến 52kg. Nó là chất vôn lụa sắc cánh. Mấy bà phối cái gì nó cũng sang hết á. Em nói thiệt, cái form sắc cánh này mấy chị phối cái gì nó cũng đẹp hết á. Mấy chị cứ phối lên mặt sắc cánh như em vậy nè. Xong mấy chị cột cái tóc cao lên một chút. Đó mấy chị có chân váy điệu điệu vậy đó. Con này là rất là dễ phối đồ, 50kg đến 55kg cũng được. Cực kỳ dễ phối đồ luôn. Cực kỳ dễ phối đồ luôn mà vôn lụa nha. Mã B 97 vôn lụa. Mấy chị nhìn nó đơn giản gì mà nó có vỏ lắm mấy chị. Mấy chị muốn phối với cái gì cũng được hết á. Rồi em lên tay loe đi. Con này đặc biệt cái xô của nó nè. Cái mấy chị cái xô của nó là xô nhúng nên nó ít nhăn lắm. Nó ít nhăn lắm. Đây tay của nó nè, siêu đẹp nha. Tay của con này là siêu đẹp. Con này size to nè chị Loan Mỹ ơi, 50kg cho đến 58kg. Con này em bao ngực cho chị trên 90 đến 100 nha. Ngực 90 đến 100 được nha mấy chị. Đó, thoải mái luôn. Con này thì xô nhúng nó ít nhăn nè các chế. Chốt con này cho em mã B 38 luôn mấy chị. Mã B 38 luôn. B 97 em chốt cho chị Nhung Thị Phạm nè. B 97 em nói thiệt, sắc cánh là em bận em like không á. Tại vì mùa hè này em rất thích mặc sắc cánh. Sắc cánh mà vôn lụa như vậy mấy chị mặc rất là sang á mấy chị. 280 dạ em chốt cho mình rồi đó chị Loan Mỹ ơi. 280 em chốt cho mình rồi. Chị Nhung Thị Phạm với chị Bích Huyền là mỗi người chốt một em cái nữa là đủ đơn nha các chị. Hôm nay em vi cấp một xào siêu phẩm luôn. Dạ quần jean phía sau là có người lấy rồi chị ơi, thông cảm giùm em. Quần váy dài em chỉ còn có một cái thôi. 500 cái 700 cái em bán sạch bách ngày hôm bữa rồi. Em chỉ còn đúng một cái quần này là đẹp là để em là phối mannequin. Nhưng mà cũng có khách lấy đầu giờ rồi chế. Có gì mình lựa áo trước đi, mình nhận áo đẹp cái xong mình quay lại mình coi quần nha. Dạ đợi em chốt nha chị. Rồi con này baby doll siêu phẩm nha, nó thêu hết luôn. Con này mấy chị mặc dấu quần với quần sọt được, còn mấy chị, còn không mấy chị đóng thùng cũng được. Con này là dáng baby doll form dài á, đằng sau của nó cũng xếp ly baby doll nè. Con này 50kg đến dưới 55kg vừa giùm em nha mấy chị. Chốt con này cho em mã E4. Chốt siêu phẩm đầm baby doll thêu cho em mã E4 con sọc này ha trẻ ha. Rồi con sọc này hôm qua là lấy hết rồi đó, còn có một cái rồi đó. Hôm qua là có 4 cái khách lấy hết rồi. Con này size to 60kg đến 70kg nam nữ vẫn được. Vải con này là vải xịn đó mấy chị. Vải con này là vải xịn đó, 60kg đến 70kg vải xịn nam nữ vẫn được. Chốt con này cho em mã 111 nha các chị. Chốt cho em mã 111 nha. Chị Tuyết Đoàn ơi chắc hàng lâu rồi em đã gửi rồi chứ nhỉ. Rồi em lên mấy chị ơi, em lên một con form dài nữa nè mấy chị. Con này 50kg đến dưới 55kg mặt đẹp. Mấy chị ơi đằng sau của nó thêm bông rất là to và dàn chữ ở đằng sau nha. Con này mặc nhìn đẹp lắm á. Mấy chị cứ mặc dấu quần giùm em là mấy chị đẹp liền. Chốt cho em mã A14 nha mấy chị. Chốt cho em mã A14 giùm em nha. 111 con chốt cho cô Út Phạm nè. Con sọc đó đúng không chị gì ta? Chị Thanh Xuân á hay là con sọc bên này ta? À, em lên tầm lum hết ra, dính con nào dính nha. Trời con này siêu phẩm rồi. Con này là cái chữ màu đen á là chữ thêu nha các chị. Trời con này mấy chị mặc như hệ thiết kế vậy đó trời. Sọc của nó rất là nhiều kiểu nha. Sọc dọc, sọc ngang rồi chữ rồi tùm lum hết. Con này đóng thùng hoặc là thả ra đều rất là đẹp. Rồi chốt sọc con này 50kg đến 55kg giùm em. Chốt cho em mã 167, sọc mã 167 giùm em nha. Sọc mã 167 giùm em nha. Em lựa hàng đẹp lên nữa nha. Em có một con tay bồng này nè. Con này là cái đầm tay bồng á, em thấy nó ngang ngửa đồ thiết kế luôn á mấy chế. Đây mấy chế ơi, con này mấy chế mặc lên mà không xinh thì thôi. Có trắng trơn, tay dài, cổ sơ mi hông, công sở, ngân hàng. Chị chắc chị biết á. Sọc 167 chị Mi San, từ từ có vải đẹp đúng không? Và Trang Bích Ngọc hôm bữa là tôi lựa mấy cái uni đẹp không? Hàng hiệu đúng không? Hàng mà hàng công sở mà chị mặc đồ đi làm mà hàng hiệu đúng không? Truyền thống hiệu đúng không? Có nha em, có truyền thống hiệu nha. Dạ dạ đơn cũ của chị hả? Để em hỏi nhân viên em nha. Hai ơi vô trả lời chị Loan Mỹ, chị Tuyết Đoàn coi là đơn cũ còn không.
Tại vì nếu mà đơn cũ đủ đơn rồi là hay đi lắm. Còn nếu mà chưa đủ đơn là giữ. Tại vì hai chị đều là khách quen đó mấy chị. Đợi em một chút, đợi em một chút. Rồi con này đẹp kinh khủng nè. Con này tay nè, tay bồng xếp ly. Con này nó xếp lớp như vậy. Con này mấy chị mặc một cái đầm xòe. Em nói thiệt không đẹp không lấy tiền. Nó đẹp hơn cái đầm mà hôm bữa em bận like luôn á mấy chị. Rất là dễ thương. Mà con này cái size của nó là 50-55kg thôi. Nói chung đẹp lắm. Con này đẹp lắm luôn á mấy chị. Đẹp từ chất liệu vải tới cái cách nó may với thiết kế luôn á. Con này mấy chị mặc vô là cưng liền. Đi chơi, đi du lịch, đi biển á. Mấy chị đi núi, đi đồ á. Bao trụ con này mà thả cái tóc cưng cưng nhìn đẹp lắm. Chốt cho em ở 456 nha. Con này nhìn rất là cưng nha mấy bà. Các bà nhìn cái gì chứ cưng lắm. Vải nó đẹp kinh khủng luôn á. Vải nó pha cô tông nhiều. Rồi lên nè. Con này em lựa vải mát cho chị nha. Hàng hiệu nè. Chết rồi, con này nó bị lỗi chút xíu chỗ này rồi. Bà về bà giặt thằng tôi nha bà ơi. Chứ con hàng hiệu nè. Nè. Con này hàng hiệu của Pháp nha. Cái chữ của nó là còn in nổi đó. Chữ của nó nè. À, nó bị chỗ này nè. Về giặt chanh mà em nha. Dùng chanh á. Dùng chanh với nước rửa chén á. Là ra rồi. Rồi cái vải con này là siêu đẹp. Cái vải con này siêu đẹp. Con này là 52kg giùm Vi nha. Giùm em nha. 52kg đến 53kg giùm em. Em bao vải nè. Nhận vải mà không hài lòng vải là cho em trả tiền lại cho chị 60 ngàn luôn. Chốt cho em con này mã số 300. Chốt cho em mã số 300 nha. 46kg 1m52 thì em đọc cái nào 50-55kg chị vừa rồi đó chị. Tại vì em đọc số ký theo 1m55-1m6. Rồi lên. Rồi con này nè. Con này 45kg cho đến dưới 52kg nha. Em đọc tùy chiều cao. Rồi con này là size SM nhỏ. 45kg đến dưới 52kg giùm em. Rất là dễ thương con này. Tay bồng ngắn. Chốt con này cho em mã số C4 đi. 456 con chốt cho cô Út Phạm nè. Tay 456 đẹp kinh khủng á. Trời ơi 456 là dễ thương lắm luôn á. 40kg có nha bạn ơi. Theo dõi like giùm Vi. Nút đen chị không được. Ok em biết rồi. Chịu khó xem like giùm em một chút. Rồi con này linen nè. Trời ơi con này hợp lý luôn á bà ơi. Con này 50kg thôi nha bà. Xe S linen tay ngắn. Ủa tay này được không? Tay này bà khỏi sắn vải linen đó. Mới 100% không lỗi lầm. Con này nha, rất là đẹp nha. Con này là hàng linen nha. Nhìn cận vải bao ok. Nhìn cái nút là con nó là biết là hàng đẹp rồi đó mấy chị. Mà size S 50kg quay đầu. Mã 175. Mã 175 con đó. Rồi nãy chị nào hỏi em nè. Con này siêu nhỏ luôn. Con này bà 40kg là vừa nha bà. Con này cái tay nó ốm nhất. Con này ngực dưới 85 nha. Ngực nhỏ xíu luôn á. Dưới 85 giùm em. 40kg đến dưới 43-44kg thôi. Size XS. Chốt con này cho em mã số. Chốt size XS này cho em mã số 65. Size XS mã 65-175 của chị Trang Ngọc nè. Tay lởn. Tay lửng như vậy nhìn cũng hay hay ha chị Trang Ngọc. Em thấy là cũng là một sự lựa chọn của một số cái chị đi làm á. Tay lửng lửng cho mấy bà đi làm là bao ok luôn á mấy bà. Rồi con này size nhỏ nữa nè. Đây theo full áo. Con này 45kg cho đến 52kg quay đầu. 52-53kg quay đầu size SM theo full áo. Con này là ngang ngửa hàng thiết kế rồi đó. Giá 59.000 là không ai bán hàng mà đẹp được như vậy đâu các chị. Tại vì hàng á, nó thiết kế mà nó theo nhìn cái cách làm công phu lắm. Chốt cho em mã 542 con này. Mã 542 nha theo full áo. Mã 542 theo full áo giùm em. Rồi con này là hàng von lụa. Size số 7, con này từ 40kg cho đến dưới 46-47kg tùy chiều cao. Con này là size XS với size S thôi các chị. 40kg đến dưới 46-47kg tùy chiều cao. Cái bà gì đó 46kg mà cao 1m52 là không vừa con này đâu. 46kg phải cao 1m6 mới vừa con này. Con này là chất vôn lụa cao cấp luôn á. Con này 46kg phải cao 1m6, còn con thì 40kg, 45kg. Chốt siêu phẩm vôn lụa cho em mã 216. Siêu phẩm vôn lụa mã 216. 542 của chị Trang Bích Ngọc. Từ từ, bây giờ mấy chị muốn dễ thương như con 542 đúng không? Mấy chị muốn dễ thương bánh bèo ren rồi như con 542 đúng không? Nói để em biết em lên. Con 542 hả, vẻ đẹp của nó cũng thường thôi. Rồi lên nha, đẹp hơn 542 nữa nha. Về dễ thương đúng không? Bây giờ muốn dễ thương em có dễ thương nè. Rồi con này. Con này mặc 50kg đến 55kg. Con này là 55kg ok. Con này mặc đẹp lắm.
Con này mấy chị mặc dây nịt chỗ dày cũng được, còn không mấy chị đóng thùng nó cũng dễ thương, còn không thì mấy chị thả ra với quần sọt cũng ok. Cái tay của này thì mấy chị bao dáng, bao tạo kiểu chụp hình lên, lên hình ok. Chốt cho em mã 366 con đó, mã 366 nè. Rồi dễ thương nữa nha, con này là cực kỳ bánh bèo luôn. Con này là cực kỳ bánh bèo luôn mấy chị, free size SM. Con này 40kg cho đến 50-53kg, mấy bà muốn mặc sao cũng đẹp hết trơn á. Mấy bà muốn sao nó cũng đẹp hết đó. Con này quá dễ, con này dáng càng ốm, càng ít mỡ càng đẹp. Chốt siêu phẩm cho em mã số 741. Càng ít mỡ càng đẹp. Em nói thẳng vậy luôn á, 366 là của chị Misan. Bảy bốn một chốt cho chua cà nè, đó dáng người nhỏ nhỏ nhắn nhắn ốm ốm là mặc vừa hết rồi, chứ cỡ con Vi mặc nhìn nó kỳ lắm, nó cũng vừa đó nhưng mà nhìn nó kỳ lắm, nhìn ta kêu là cưa sừng làm ngé hả mấy bà. Rồi đầm, đầm size to dành cho các chị của em, size to con này free size mấy chị, con này là đầm thiết kế tay bồng to, dáng con này giá thị trường ít nhất là 300-400 ngàn nhưng mà em vẫn bán cho các chị giá 59 ngàn thôi. Mấy bà nhìn cái đuôi đầm là mấy bà biết hả? Nè mấy chị nhìn cái form đầm mấy bà biết hả? Cái tay nè. Con này mà nhiều bà mà vô cái đai á mấy chị, cái đai latex á. Vô cái đai latex á trời nó đẹp kinh khủng. Mấy chị mà sang sang có cái đai latex á, mặc vô là đẹp. Free size bao nhiêu ký cũng vừa nha, free size hàng hiệu nè. Chốt một con đầm hiệu cho em mã 169, giá 59 ngàn, chốt đầm hiệu cho em. Rồi. Rồi từ từ, con này lỗi rồi. Chốt đầm hiệu cho em nha các chị. Rồi mấy chị muốn cái gì nữa đây? À chị đi làm sọc được không chị? Chị đi làm sọc được không chị? Về ta. Chị Trang Bích Ngọc. Ừ chết mẹ, con này 55kg rồi. Em chốt 169 cho KK Hằng. Con này 55kg rồi nhưng mà vải là con này là hàng hiệu size số 77 của Nhật Bản. Thường con này đã size số 77 là của Nhật Bản. À không, size 77 của Hàn Quốc chứ quên, 77 Hàn Quốc. Rồi đây mấy chị, con này là hàng hiệu đẹp từ vải đến cúc, 50kg đến 55kg mặc đẹp nha. Một khi mà em Vi nói như vậy rồi là giá trị của nó cao lắm nha mấy bà. Kiểu thì nó thường nó vậy nè, con này nút của nó là nút giặt hiệu. Nó có cái hiệu, cái chữ hiệu trên cái nút á. Vải của nó là cô tông rất là nhiều luôn á. Từ để em coi cái mặt bên trong coi là cô tông được bao nhiêu phần trăm, thường nó hay có. Trời ơi, nó còn nút sơ cua nè, thấy không? Thấy nó hay không? Cô tông 100% đó mấy bà. Cô tông 100% hàng hiệu đó. Thấy ghê chưa? 50kg đến 55kg quay đầu. Chốt cho em mã số 267. Dạ, em like nhiều lắm trời. Nhưng mà bây giờ em nhân viên em làm hàng không có kịp. Tại em soạn tới 1000 con áo trắng cho khách lận. Em làm không có kịp đâu. Nên là chị theo dõi fanpage của em. Trước khi em like quần em thông báo chứ ha. Chứ bên em không có hứa. Bên em là like mỗi ngày 9 giờ sáng. Các chị like tùm lum hết á. Like tất cả các món hàng của Nhật Bản nha. Thun Nhật, quần váy Nhật nha. Ừ, cô tông Nhật rồi Volvin Nhật nha. Còn quần váy thì đương nhiên là sẽ có, nhưng mà nó sao không có hứa hẹn gì cho chị hết. Rồi lên nè, 45kg cho đến 53kg giùm em con này nha. 45kg đến 53kg mấy chị chốt cho em con này mã số 47. Từ từ 169 tôi kẹp cho bà KK Hằng, chứ thấy nó quên. Đây 169 siêu phẩm đầm của bà KK nè. Nay chốt hai cái giùm em đủ đơn luôn chị KK ơi. Rồi em lên kimono size nhỏ. Con này mấy chế ơi, size nè 40kg, 45kg cho đến dưới 50kg. Con này size S vừa. Con này size S vừa nha, size S eo nhỏ vừa nha, 45kg cho đến dưới 50kg. Chốt cho em mã số 7 các chị, mã số 7. Số 47 em chốt chị Nhung Thị Phạm nè. Chị Nhung Thị Phạm ơi, hỗ trợ lên luôn cho em Vi cái địa chỉ nha chị. Mình đủ đơn rồi nè. Mình đủ đơn rồi, hỗ trợ lên luôn cho em Vi cái địa chỉ nha. Cảm ơn chế nè. Ai, trời ơi, đồ đẹp đẹp không á. Chất vôn lụa con này. Con này chất vôn lụa tay loe nha. Dáng con này mấy chị từ 45kg cho đến 52kg hết. 45kg đến 52kg. 45kg đến 52kg dạ. Hai ơi, dán cái địa chỉ của chị Nhung Phạm lên trên máy cho em nhìn nha hai. Rồi, chốt con này cho em mã 105. Chốt cho em Vi mã 105 siêu phẩm nha các chị. Mã 105 giùm em. 52kg quay đầu, mã 105. Rồi, đây, đây, đây. Con này tay loe đi tiệc. Trời ơi, đẹp lắm, trời ơi. 45kg cho đến 53kg thôi, size SM.
45kg cho đến 53kg quay đầu. Chốt con này cho em mã 930 luôn các chị. Chốt cho em Vi mã 930 luôn. Từ từ để em coi. Trời đây, hàng này trời, hàng này đi làm bao đẹp. Nó không có tay thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Sắc cánh. Sắc cánh mà pha ren nha, cái tay này nó đẹp hơn cái cánh tay của em nữa đó. Đối với những cái sản phẩm mà cái tay la như vậy, mấy bà ơi, bắp tay to là che hết, khuyết điểm cỡ nào là che hết. Nhìn nè mấy chị, thấy che không? Đẹp không? Che hết nha, khuyết điểm cỡ nào che hết nha. 50kg đến dưới 55kg nha mấy chị, rất là đẹp, con này siêu phẩm luôn á. Đây nha mấy chị, siêu phẩm luôn đó mấy chị. Chốt con này cho em mã C22 nha mấy chị. Chốt cho em Vi mã C22 nè. Rồi, con này nha, size to. Con này 50kg, 55kg đến 60kg size ML. 55kg cho đến 60kg size ML. Chốt con này cho em mã M27 đi mấy chị. C22 chị Ánh Thùy. M27 là hàng công sở cao cấp nha. Trời ơi, con này Vin nè. Ủa má ơi, con Vin này vải đẹp quá. Vin hàng á, con này xếp về Vin hàng mấy chị ơi. Ôi mấy chị ơi, mấy chị nhìn lên, nhìn nó đã quá mấy chị. 50kg cho đến 55kg Vin hàng nha mấy bà. Trời ơi, con này mấy bà mặc mà không sang thôi luôn á, cái cổ của nó đẹp quá. Rồi, chốt siêu phẩm Vin hàng cho em mã số 225 nha. Trời đẹp quá mấy chị ơi. Trời ơi, ra tiền mấy con này, ra shop mấy con này tiền không? Ra shop mấy con đó nó chém mấy chị nhẹ tay lắm, cũng vài trăm. Dài lên mấy chị, tay bồng nha. 225 nè, em chốt nè. Từ từ, con này tay bồng nha, cổ cách điệu, con này dưới 53kg. Con này 45kg đến dưới 53kg size S, M nhỏ. Size S, M nhỏ nha mấy chị, rất là đẹp luôn. Size S, M nhỏ nha. Chốt con này cho em mã số M58. M58, 225 chốt chị Phương Ánh Thùy rồi chế ơi. 225 có khách lấy rồi. Hello Thanh Thanh Biên Hòa. 225 đẹp lắm. Trời ơi, 225 phải gọi là quá đẹp luôn á. Xuất sắc luôn á. M58 của Thanh Thanh Biên Hòa nha. Chia sẻ giùm Vi với, chia sẻ giùm Vi một vài nút với. Rồi, hồi nãy có cái con tay bồng dễ thương mà mấy bà dành với nhau đó mấy bà. Em còn một con nữa mà size của nó là size L. Hồi nãy mấy chị em lên size SM đúng không? Cái này size L 58kg. Y chang luôn á, theo full áo. Theo full áo khoác hút nhí nha, tay bồng to. Size L 58kg quay đầu mấy chị, 55-58kg tùy chiều cao mà mấy chị mặc size L là vừa. Rồi, chốt con này cho em mã số 517. Hồi nãy có một con mà size S đó. Chốt cho em mã 517. Đấy, em nhớ là cái mẫu đó em có nhiều lắm đó chứ ơi. Rồi chấm bi giống ở trên tường nè, nhưng mà nó điệu hơn con trên tường nhiều. Con này là cái chấm bi, là cái tay của nó loe, mà cái vải của nó là vải xô nhúng, còn trên tường là cái vải xô mềm không nhúng, còn cái này là vải xô nhúng nè mấy bà. Đó, con này thì mặt nó rủ nên nhìn nó đẹp lắm. 55kg đến 60kg size ML, còn con trên tường là 50kg cho đến 57kg thôi. Còn con này là 60kg, thoải mái, nó rộng hơn con trên tường một chút nha. Chốt con chấm bi tay le này cho em Vi mã 54 nha. Mã 54 nha. Là treo tường phải không? Treo tường nè, treo tường nó có một cái vẻ đẹp quý tộc riêng nữa. Đây 50kg. 50kg đến dưới nha. Chết rồi, con này cái tay nó bo quá. Rồi 50kg đến dưới 55kg thôi, cái tay nó hơi ôm nè. Mấy chị thấy không, cái bắp tay nó hơi ôm á. Mấy chị mà 58kg mà mấy chị bắp tay ốm thì mấy chị vẫn chốt được nha. Còn không thì 55kg quay đầu giùm em thôi. Rồi con này nè, ok được chưa con này nè. Mỗi con mỗi dáng vẻ khác nhau nha. Rồi chốt con này cho em mã 194, 55kg quay đầu nha. Em Vi khuyến cáo là bắp tay nó gọn nhỏ nha. Em Vi khuyến cáo là bắp tay nó nhỏ nha. Nắm Linh Chi chốt thêm hàng giùm Vi nha nàng ơi. Rồi lên Baby Doll. Hôm nay làm Baby Doll là cái gì em cũng có rất là nhiều luôn. Rồi 194 Thanh Thanh Biên Hòa nè. Trời ơi, Chu Cà sao rồi, thích cái tracker cổ đó phải không em? Chị lên tracker cổ mà thêu cho em nha, được không? Đồ nhiều lắm, đồ đẹp lắm á.
Dạ em lên baby doll nè mấy chị. Đầm baby doll size S. Con này dưới 50kg mới vừa nha. Con này mấy chị dáng càng nhỏ mặc càng đẹp. Bà nào nãy hỏi em 40kg, nãy giờ có mấy con quá đẹp luôn á. Rồi con này dưới 50kg size S mới đẹp nha. Chốt cho em mã M48 size S. Rồi tiếp tục size S nữa nè mấy chị. Mấy cái con này gọi là bánh bèo mà mấy chị đôi khi mấy chị ghiền lắm luôn á. Mấy chị mà mua ngoài nó bán mấy chị mắc lắm. Rồi đây con này siêu phẩm luôn. Dưới 50kg size S rất đẹp nha mấy bà. Con này phải gọi là rất đẹp luôn. Chốt cho em mã 236 rất đẹp luôn, mã 236. Rồi con này lên lại, tại vì em ưng con này kinh khủng mà không biết sao mấy chị nhìn không đẹp ta. 50-55kg siêu phẩm luôn á mấy bà. 50-55kg em thấy nó siêu phẩm lắm đó. Chốt cho em mã 516. Con này nữa nè. Con này nó ngang ngửa hàng thiết kế luôn. 50kg cho đến 58kg luôn. Đây size ML 50kg cho đến dưới 58kg. Quá đẹp luôn. Chốt con này hàng thiết kế cho em mã số 246 đi. 516 của chị Thanh Thanh Biên Hòa. Máy này không thấy lên ngủ lụa nhỉ? Dạ. Làm ngủ lụa cực lắm chị ơi. Làm ngủ lụa em phải có lính em mới làm được. Ngủ lụa cực lắm. Ngủ lụa vô mùa đi chị. Em thôi tới mùa hè em thôi được nhiều người á chị. Tới mùa hè em thôi được mấy bé sinh viên làm á. Thì em lên ngủ lụa cho chế chứ ngủ lụa làm cực lắm. 246 của chị Nguyễn Phương Ánh Thùy. Trời ơi cái gì chứ, cái kiện ngủ lụa với kiện sơ mi trắng là làm cực lắm á mấy chị. Nha đợi ngủ lụa đợi em nha. Ngủ lụa cao cấp bây giờ nó cũng không có mã đẹp đâu chị. Ngủ lụa thì đợi em. Vì lâu quá mới rảnh xem. Hello chơi. Bây giờ bên đó là mấy giờ vậy? Rồi lên siêu phẩm mấy chị. Trời khách của em á, theo em 4-5 năm rồi bây giờ cũng đi nước ngoài hết à. Cô Tha Nguyễn nào đi nước ngoài hết trơn à. Bỏ em hết trơn luôn á, khách mà 4-5 năm về trước á. Đi nước ngoài hết trơn luôn mấy chị. Ở đây em bán mình em luôn á. Rồi con này nè 45kg cho đến 52kg size SM. Hôm nay ở bên đó là mấy giờ, hôm nay rảnh vô thăm em ta. Chốt cho em mã C76. Chốt cho em mã C76, hello Quỳnh Như. Đây đây size S nè, con này bà nào size nhỏ nè, 40kg cho đến dưới 46kg, siêu nhỏ luôn á. Rồi size S, size S nha, gần 10 giờ tối. Dạ, chưa đi ngủ hả chị? Rồi chốt cho em mã 508. Bên đó giờ có lạnh không trời? Tao theo mày lâu rồi mà sao chưa thấy đi. Mày theo tao hôm nay tao nhiêu tuổi vậy ta? Hôm nay tao 30 tuổi, theo tao đúng 30 năm á thầy. C76 của chị Thanh Thanh Biên Hòa. Quá tuổi đi rồi con à. Ở Sài Gòn ấy, ở Hồ Chí Minh đi ấy ơi. Hôm nay nó mới đi làm ta. Rồi đẹp nè mấy chị. Con này độc lạ kinh khủng. Con này là cổ đề vi hai lá hàng hiệu. Vải đẹp, chỗ con này đẹp quá. 50kg đến 55kg đẹp. Với lại kiểu như mấy chị mặc nó thả dáng nhẹ nhàng lắm nha mấy bà. Đây con này hàng hiệu nha, cổ đề vi hai lá. Rồi chốt 50kg đến 55kg. Chốt con này cho em mã số 11 đi, con này đẹp nè. Con này sang nè, mã số 11 sang lắm. Em tìm theo, các em có theo nè. Y size to luôn nè. À không, con này 50kg, 58kg. Trời, size ML luôn. 50kg đến 58kg nha. Trời ơi, đẹp lắm à. Dài, size ML cho mấy chị mặc thoải mái nha. Chốt con này cho em mã 507 nè. 11 em chốt chị Phạm Mỹ Hiệp nè. Cảm ơn chế nè. Mấy chị ơi, chia sẻ thêm giùm em nha. Mấy chị xem like, mấy chị rảnh rảnh á, mấy chị bấm vài nút chia sẻ thôi. Rồi chị Phạm Mỹ Hiệp cố gắng chốt hai con giùm em. Chị Bích Huyền còn xem không ạ? Hai con đủ đơn đi hàng nha. Chỗ bà 46kg m52 tôi nhớ hoài luôn á, tôi đang cố gắng lên cho bà nè. Rồi con này không đẹp à. Rồi con này dễ thương quá trời luôn, hàng hiệu á. Con này tay bồng mà tay thiết kế như vậy nè. Trời ơi. Con này 50kg đến 55kg vừa. Mấy chị đóng thùng này nọ đẹp kinh khủng. Chốt cho em mã 505. Chốt cho em Vi mã 505 nè nha. Mã 505 nè. Trời ơi con này dễ thương nè bà. Rồi con này dễ thương lắm nè. Được không? Con này dưới 50kg nha. Con này bà 46kg là vừa, dưới 50kg. Baby doll tay xẻ. Chốt cái này cho em mã số 47. Mấy bữa nay ngoài trời gió lạnh nha, nhớ giọng của Vi quá nè. Dạ chị. Chị Phương Dương mã 507. Chị Phương Dương ơi, cái like trước của em á, mình chốt chưa có đủ đơn á chị.
Đây con này 58 kg cho chị Phương Dương. Em có lưu toàn bộ thông tin chị Phương Dương rồi. Hôm nay mình nhớ mình chốt 2 cái nha. Mình chốt 2 cái là đủ đơn cho chị Phương Dương nha. Con 246 của ai vậy? Có điện thoại nên chị không nghe được. Con 246 là em chốt cho chị Nguyễn Phương Ánh Thùy nha chị. Dạ em lên tiếp đây. Mấy chế ơi, nhớ giùm em là mấy chị phải đủ đơn anh em mới bán nha, mấy chị khách mới á. Mấy chị khách mới mấy chị phải đủ đơn mới được nha mấy chị ơi. Trời ơi, dễ thương chưa nè. Trời ơi, má ơi, luôn size SM 45kg đến 53kg. Trời ơi, con này mặc cái quần sọt chắc đẹp lắm á ta ơi. Hai mặt đều thêu luôn. Baby doll ngực, baby doll form lửng. Chốt con này cho em mã 273. Baby doll form lửng mã 273. Lên nha, con này nó sang giống cái con của Devi 246 nè chị. Phải không ta, nãy con nãy 246 đúng rồi. Nhưng mà con này size nó nhỏ hơn. Con này dưới 52kg thôi. Con này dưới 52kg giùm em nè. Vải xô nhúng nên là mấy chị mặc nó ít bị nhăn lắm. Chốt con này cho em mã số 70 nha mấy chị. 273 của chị Phạm Mỹ Hiệp. Em sơ cua 273 cho bà My San nè. Rồi chị Phạm Mỹ Hiệp lên luôn cho em cái địa chỉ nha, để hỗ trợ cho bên em giao hàng nha chị Phạm Mỹ Hiệp ơi. Mình đủ đơn rồi đó chị. Rồi em chỉ còn chị Bích Huyền là chưa đủ đơn thôi nha. Ờ cái viết của em đâu nhỉ? Ủa nào không có cái viết nào hết trơn á Thoa ơi. Rồi con này lên lại cho mấy bà nha. 50kg cho đến 58-60kg nè. Chị Phương Dương ơi, mình size L đúng không chị? 58-60kg mình mặc dán con này đi làm, đi chơi đều rất là sang nha chị. Chốt che mã số 54. Chốt che mã 54 nha. Sao chị thấy chưa đọc mã mà có người đã biết mã rồi? Hay là nhà wifi em yếu hả? Dạ biết sao không, do mình đang bị delay so với live stream của em. Bây giờ để mà khắc phục tình trạng này là chị Dương Kim Nguyên cứ bình luận nhiều lên. Bình luận mà tào lao mí lao gì cũng được, miễn sao có chữ là được. Chứ đừng bình luận chấm nhiều quá, chấm bài nhiều quá Facebook nó báo spam á chị. Nha, mấy chị bình luận thời tiết cũng được. Hoặc là ví dụ như hôm nay Vi nó đẹp quá chẳng hạn ha. Hoặc là da Vi nó trắng quá chẳng hạn đó. Mấy chị bình luận đi chút xíu hồi là nó giảm bớt cái tình trạng delay này là mấy bà là bình thường mấy bà nhanh nè. À quên, ok công sở. Trời, từ từ trước khi lên công sở lên con này đi. Đẹp quá rồi nè. Ê con này nghiên cứu mặt bầu đẹp nè mày. Mai ơi còn xem không vậy? Con này bao đẹp nha, con này là đầm thiết kế á mấy chị. Mấy chị thêm nịt nè, mấy chị mặc ôm cũng được. Thêm nịt thì nó xòe chữ A dưới rất là đẹp. Còn không mà mấy chị để nó xòe đơn giản ra mấy chị mặc bầu được nè. Trời ơi, con này phải gọi là thiết kế siêu phẩm tay bồng 50-55kg. Chốt cho em mã 294 đi. Vì đẹp mà Vi dữ quá hả? Trời ơi, có bà Bích Quyền, bà khách mới, bà chê tôi như người rừng ha. Tôi không chốt đơn bà. Rồi lên con này nè, nó đẹp nữa nè. Con này cái chỗ này mấy chị nhìn kỹ màn hình nó là lụa. Lụa ở đằng sau không có nè. Lụa đó. Cái vải nè mấy bà nhìn kỹ mấy bà thấy cái vải này vải lụa. Đó, vải lụa nha. Rồi đầm nó form nè. Có túi ở dưới. Con này free size đẹp lắm. Trời ơi. Má con này đẹp thiệt đó mấy chị, chứ không phải đẹp thường đâu. 59.000 nó còn đẹp nữa, so với cái giá của nó còn đẹp nữa. Rồi, free size nha. Chốt che mã số B48. Chốt che mã B48. Từ từ em lên cái đã. Rồi lên nè mấy chị. Con này vải mềm rũ, dạng hai túi. Con này size to lắm. Con này size to nha, 55kg đến 60kg luôn. Con này phải 60kg mấy chị mặc thoải mái luôn. Bà nào mà thích phong cách mà quậy quậy á, phong cách mà free size á, mà rộng rộng á, quất liền. Chốt cho em mã M59 luôn. M59 luôn. B48 là của chị Thanh Thanh Biên Hòa. Cảm ơn chị Má Tư. Chị Má Tư mà cái đợt hồi đầu bà mua hàng tôi cũng chạy đó, chạy đáo bắt bà cọc. Bà nói tôi đang bận, cộng hoài cộng hoài, rốt cuộc cộng giờ thành khách quen luôn rồi nè, thấy chưa? B48 hết rồi. Áo nơ trên canh đã bán rồi, bà nắm Linh Chi chốt rồi. Trời, áo nơ trên canh không nói sớm. Từ nha, tìm áo giống trên canh nha. Chất liệu lụa satin, con trên canh là hàng lụa satin đó. Bà nắm Linh Chi, con mắt của bà rất là tinh luôn đó. Rồi bây giờ em tìm lụa satin mà size S cho mấy má nha. Từ, đây. Rồi, lụa satin chuẩn lụa luôn nha các chị. Con này 45kg cho đến dưới 48kg lụa satin. Kiểu nó đẹp hơn con trên canh nhiều nhiều luôn á.
rất là đã luôn á mấy chị. Lụa satin nè. Rồi 48 kg, 47 48 kg quay đầu thôi, mã 937 đi. Mã 937 nha, 47 48 kg quay đầu. Áo nhà chị Vi đẹp, cảm ơn chị. Đầu tư hẳn cái gói cước 4G cao để chơi với Vi luôn đó. Trời. Bà xạo quá bà ơi, bà làm như tôi không biết vậy đó. Gói đó có 200-300 ngàn à. Tôi cũng đang đầu tư nè, để đầu tư thêm một kênh bán hàng nữa. Nhưng mà đầu tư bằng 3G, né wifi ra để Facebook nó không biết. Em đang đến đầu tư một dòng 3G nè. Bà xạo với ai, bà xạo với tôi mà. Công nghệ tôi cũng một đầu nè. Dài cái con vên lụa đó mấy chứ em chốt hay. Vậy thì chốt con này cũng được. Con này thì dễ thương hơn, nút đủ. Con này 50 kg quay đầu, 50-52 kg quay đầu, size nó rộng rãi thoải mái. Ơi, chốt cho em mã số 45 nè. Yeah, cái coi rồi đi xuống coi tivi tiếp đi. Yeah. Yeah. Giỏi quá, nay giỏi quá không cái ơi. Hết ra bụng chưa? Ừ. Rồi rồi. Rồi yeah, cái coi rồi xuống coi tivi đi. Yeah. Rồi đi coi tivi đi con. Làm sao nói mẹ làm sao? Hồi sáng mẹ dạy sao? Hả? Nói lại coi, nói lại câu thần chú thôi. Em coi tivi. Để mẹ bán. Kiếm tiền mua đồ chơi. Rồi, yeah. Giỏi quá. Rồi đi đi. Rồi vân lụa mấy chị. Vân lụa nha, 50 kg cho đến 55 kg giùm em hàng hiệu. Đẻ nữa không Vi hả? Đào chọc chúng nỗi đau ta. Trời, chứ có tiền là đẻ đó mấy chị. Em không ngán đẻ đâu. Em chỉ ngán tiền thôi. Nêu tem hàng hiệu nè. Con này hàng hiệu công sở cho mấy chị 50 kg đến 55 kg. Thấy chưa? Ghiền đứa con gái. Trời, cho tôi đứa con gái, tôi đẻ đứa con gái. Chốt cho em mã 287. Giờ em có bí kíp ốm mà, em có bí kíp giảm cân mà em sợ gì đẻ. Có tiền là đẻ hết. Mà giờ nghèo quá chưa có tiền. Đẻ hết nhiêu tiền hả? Giờ có 1 tỷ là đẻ đó. Bây giờ chưa có 1 tỷ không đẻ. Rồi con này size nhỏ nè. Cái đầm ren này size nhỏ, 45-46 kg quay đầu, size nhỏ 45-46 kg quay đầu, mở B47 nha. Rồi mấy bà size S nè, thấy con này chưa vậy ta? Em lại thèm đứa con trai hả? Bởi vì mỗi người tùy cảnh tôi hai đứa bà ơi. Rồi thêu nè mấy chị, 50 kg đến 55 kg thêu. 50 kg đến 55 kg thêu, chốt chi mở B82. Không phải than mà bây giờ tiền của em đủ nuôi hai đứa rồi mấy chị, đẻ thêm đứa thứ ba nữa không đủ tiền. Rồi con này thêu. Mấy con mà em lên đó mấy chị để ý ha, nhìn kỹ, không biết là mấy chị nhìn thấy cái vải nó thêu hết không á. Cái đầm này là thêu hết đó mấy chị. Cái đầm này là thêu hết. 50 kg đến 55 kg một con đầm thêu full luôn. 50 kg đến 55 kg một con đầm thêu full luôn. Dạ chị Mỹ Hiệp có gì anh bóc riêng em nha. Chốt cho em mở M52. Em đang cày em kiếm tiền kiếm đứa con gái. Từ coi kiếm đồ rồi. À, từ từ kiếm cho chị Trang. Trang đây. Con này 53 kg quay đầu vậy Trang. Chỉ cần có người chăm là ráng nè, chứ không cực lắm. M52 chị Thanh Sơn đúng rồi. Đúng rồi, đầm thêu của chị Thanh Xuân nè. Có người chăm thì mình chỉ mình đỡ cực hơn. Thì bởi vậy mới có tiền. Bây giờ mấy chị ơi, thuê một người 8 triệu đến 12 triệu đó mấy chị. Mà chăm không á, chăm nít không, không làm việc nhà. Rồi lên mấy chị. Đẹp chưa? Con này nha, tay lửng, hàng phần lửng nữa. Con này mấy chị đóng thùng đi làm ok. Còn không mấy chị thả ra mặt cũng rất là dễ thương. Tại cái phong nó phong lửng. Rồi 52-53 kg quay đầu, hàng công sở, hàng vải đẹp mùa hè. Chốt con vải đẹp cho em mã số 10 mấy chị. Chốt cho em mã số 10 nha. Em còn con sọc size to đến này, nãy bà nào hụt ta. Rồi hàng hiệu nha mấy chị, 60 kg, 70 kg free size hàng hiệu á. Vải rất là đẹp. Chốt cho em mã E42 nha mấy chị. Mã E42 vải rất là đẹp. Rồi con này dành cho chị nào đang có sở thích, đang có nhu cầu mà sexy chụp ảnh các kiểu. Con này free size dưới 60 kg. Em nói thiệt mấy bà mặc đẹp lắm. Mặc jean ôm, legging ôm, quần sọt, quần gì cũng đẹp hết. Trời ơi, cái đuôi của nó với cái form của nó quá là gọi là phóng túng á mấy chị. Cái form nó gọi là như vậy luôn á. Phóng túng rồi thoáng đãng rồi rất là đã luôn. Chốt siêu phẩm cho em mã số 2, hot girl Hàn Quốc hay mặc đó.
Ơi, bà nào muốn nào hết gơ chốt con đó nha. Rồi khoác biển, khoác đi biển. 59.000 khoác đi biển nha, free size mới 100%, dòng khoác vôn lụa. Đẹp kinh khủng luôn á. Con này mấy chị khoác hững hờ với bikini cũng được, còn không mấy chị khoác đi biển mà kiểu như mình che che đó. Mà con này che cái gì, nửa kính nửa hở giùm em với. Nha, bikini bên trong cũng được, hoặc là quần sọt hay đồ cũng được nha. Đấy, mấy chị thấy không? Cái form nó rất là đẹp luôn á mấy chị. Rồi chốt khoác cho em mã khoác đi, chốt cho em mã khoác đi. Vải đã lắm á. Mới 100%, nó giống như là dòng khoác lụa vôn vậy đó mấy chị. Rồi chốt cơ điệu nè. Vải vôn lụa size to, con này đẹp nè bà Thanh Thanh Biên Hòa. Đi làm phải không? 55kg đến 60kg nha, bà đi làm bà bận dùm được cái chân váy bút chì hoặc là chân váy xòe. Con này bảo đảm nổi nhất công ty luôn. Thứ bảy cuối tuần bận đi là cuối ngày có kèo liền. Chốt che mã 489. Chốt che mã 489. Không mấy mình quá nữ sinh ngoại đạo là con này. 50kg cho đến dưới 55kg nè, nữ sinh ngoại đạo nè. Hả? Mấy chị muốn nè. À. Cưa sừng làm nghé luôn mấy chị. Lên nha mấy chị, rất là đẹp, 50-55kg nha. Chốt che mã số 16, 50-55kg mã số 16. 489 bà Phạm Mỹ Hiệp nè. Nhớ nha, cứ cuối tuần thứ bảy chủ nhật gì đó mặc đi làm đi là cuối ngày là có kèo liền. Rồi con này vải công sở nha mấy chị, hàng công sở mà tay nó ngắn. 16 chị Phạm Mỹ Hiệp. Con này 45kg quay đầu thôi. Con này 45-46kg quay đầu, nhỏ xíu à mấy chị. Nhỏ xíu mà vải của nó rất là đẹp. Rồi chốt con này cho em mã số. Chị nào nhỏ nhỏ chốt cho em mã số C60 mấy chị. Mã C60 giùm em nha. Hôm nay cái tương tác nó kỳ kỳ sao á. Đồ em lên đồ đẹp hơn nữa được không mấy chị? Giờ mấy con theo giùm em đi. Giùm con đi cô Lan ơi. Em nói em vẫn có set up xào theo này nhiều lắm nè mấy chị nhìn nè. Theo em vẫn 59.000 hết á. Xào của em theo nhiều lắm, hồi nãy giờ em không thấy ta. Lựa theo nha. Rồi đây mấy chị, con này 55kg cho đến 60kg. 55kg đến 60kg theo chỉ rất là đẹp luôn. Chốt siêu phẩm theo cho em mã số M20. Giá vẫn là 59.000 nha mấy chị, giá vẫn là 59.000. Chị nào thích ưng theo thì mấy chị chốt theo thôi. Còn mà chị nào không ưng thì mình lên kiểu vải đẹp. Nhà em ba đời đều bán vải đẹp mấy chị. Rồi một em đầm. À đầm này em đưa ngược ở đây đằng sau. Trời mấy chị ơi, nhìn con đầm này đằng sau cũng nổi da gà luôn mấy chứ, cưng bà cố luôn á. Ơi con theo này của ai đây ta? M20 của chị Thanh Xuân. Ok mấy chị đợi theo rồi em lên liền mấy chị. Tại vì khách nhà em cũng đa dạng lắm, có nhiều người ta thích cái kiểu thiết kế sang trọng, còn mà nhiều người ta thích theo, mình lốt chốn sau cũng được hết trơn nha mấy chị. Rồi nhìn nè. Con này đằng sau thôi là nhìn nó cưng liền á. Mấy bà búi tóc cao lên, búi tóc củ tỏi. Xong mấy bà mặc cái, mấy bà chụp hình, mấy bà quay cái lưng mấy bà ra, tôi bảo đảm ăn tiền 100% luôn. Rồi đằng trước của nó nè. Con này chơi quần sọt không em thôi, đẹp lắm. 50kg free size đến dưới 56kg giùm em nha. CSM mấy bà mặc đẹp nha mấy bà. Cái vây của nó điệu lắm đó, cái vây của nó điệu lắm đó mấy chị. Vải mới tinh luôn, chốt che mã 522 nè. Chốt che mã 522 nha. Đây mấy chị thích thêm lên thêm mấy chị. Theo qua nhà em ba đời là có đồ theo hết nha mấy bà. Mấy bà cũng theo đẹp cỡ nào tướng có nha. Tại vì em chú ý về chất liệu vải cho các chị thôi. Chú ý về chất liệu vải hàng công sở thiết kế cho mấy chị thôi. Còn hàng theo mà bình thường như vậy em có nhiều. Tại vì theo á, tại vì nó đã đầu tư vào chỉ theo rồi, nó sẽ không đầu tư nhiều vào chất liệu hoặc kiểu dáng. Nên là mấy chị được cái này mất cái kia. Có nhiều chị là tập trung vào những hàng thiết kế nhưng cổ tracker hồi nãy thì nó lại khác nha mấy chị. Nên là em sẽ đáp ứng toàn bộ yêu cầu của mấy bà ngày hôm nay luôn. Rồi con này size S thôi, quá đẹp nha, size S thôi. Con theo này nếu mà em thấy shop nó bán chắc cũng được á, cũng được giá 200-300 ngàn á, mã 280. Tài theo về được chưa, đẹp chưa, mã 280 theo. Rồi khoác lụa. Khoác lụa nè. Khoác lụa này thì cực kỳ hiếm. Khoác lụa này thì cực kỳ hiếm. 50-55kg thôi, khoác lụa này 50-55kg khoác lụa. Chốt cho em mã A17. 50-55kg khoác lụa. Mã A17 nha, nhìn nè. Đẹp lắm nha. Dây xích đồ. Đằng sau có đai đồ. Rồi 280-50kg quay đầu á chị. 280-50kg quay đầu, từ em lên đủ size cho bà. 280-50kg quay đầu chứ ơi. Trời ơi con này đẹp quá trời, nhiều con đẹp banh nhà lầu luôn mấy chị em chốt.
280 hàng thêu giá 59.000 nha, 280 là thêu 59.000 nha. Hai cái này có gì thôi rồi. Rồi, con này cũng chỉ xanh nè mấy chị. À con mấy con này có lỗi hả cô Lan? Không. Tại nó còn ẩm ẩm. Không có lỗi đúng không? Nó hơi ẩm đúng không? Tại vì em giặt á nó không có khô quá mấy chị. Đó, trời nay nó mưa quá. Rồi con này xô nhúng xếp ly, con này 50kg đến 53kg. Con này 50kg đến 53kg nha. Thêu toàn bộ 59.000 nha các chị. Chốt cho em mã số 2954. Con này đằng sau vải của nó đẹp lắm. Con này vải đẹp, con này hàng đẹp. Chốt cho em mã 954. 954 nha mấy chị, mã 954 nè. Đó. Mấy bà thích thêu thì tôi chiều mấy bà thôi. Rồi đó nè, rồi con này siêu phẩm rồi. Con này 50 55kg luôn. Siêu phẩm nha, con này siêu phẩm, con này dáng rất là dễ thương. Chốt cho em mã 58, siêu dễ thương luôn. Chốt cho em mã 58 nè. Đó, màu đỏ này đẹp, màu đỏ này cũng được. Rồi lên mấy chị. Thổ cẩm đơn giản. Con này dễ thương đơn giản, 50-55kg. 50-55kg dễ thương mà đơn giản nữa. Chốt con này cho em mã số 319 đi. Chốt cho em mã 319 đi, 58 nấm linh chi nè chị. Chốt cho em mã 319 và nấm linh chi đúng khôn luôn á. Bà ỉ vải mạnh lên bà chốt, chỉ chốt siêu phẩm thôi cũng được. Nên là mấy bà mà có khả năng mà mạng mạnh thì săn siêu phẩm nhà Vi rất là hợp tình hợp lý luôn nha. Rồi đầm mấy chị, đầm này 55kg đến 58kg đầm. 55kg 58kg nè, chốt siêu đầm cho em mã 430 siêu đầm. Siêu đầm mã 430 siêu đầm nha. Ổn quá hai chú cà. Nhưng mà bây giờ là xuất hiện đối thủ linh chi rồi. Vi nhìn Vi biết. Bán hàng bao nhiêu năm Vi nhìn Vi biết. Rồi lên mấy chị. Đây nữa ha, con này 55kg đến 60kg nè. Siêu phẩm á, mã C7 siêu phẩm. Rồi 430 của chu cà nè em, đẹp lắm. 430 đẹp lắm em. Rồi con 319 nè. Trời ơi, con 319 dễ thương quá mà ta. Hôm nay Facebook chán nữa rồi. Hôm qua thì tương tác được 50 mấy 60 người. Cho con này cho em đi mấy chị, mã 319. Thì lại không có thời gian để bán. Hôm nay thì tương tác nó kém hơn rồi. Thứ bảy nên nó hơi khó chịu một chút. Em thích màu đỏ. Trời ơi chị khổ em quá. Nè con này siêu phẩm nè. Rồi con này nha, để em xem. Em xem mấy chị ơi, con này 50kg cho đến 58kg luôn. Đẹp chưa? Con này không phải hàng thêu, con này là hàng thêu, hàng chữ nha, hàng hình. Chốt cho em mã 553 hình. Nhưng mà vải rất là đẹp. Rồi con này hàng thiết kế nè, con này đẹp nè. Con này 60kg nè, trời ơi chị má tư. Lụm luôn cho em con này, sang bà cố luôn á má ơi. Bà mà lấy con này cái giá 59.000 là bà theo em luôn á. Chốt cho em mã M88, 553 của chị Ánh Thùy. Mã M88 đi, 60kg siêu phẩm. Con M88 là siêu phẩm á. Rồi sắp cánh size S dưới 50kg Vi còn. Hoa anh đào rớt nha. Hoa anh đào mà rủ rủ á, rớt xuống nha. Size siêu nhỏ. Chốt cho em mã 089 size siêu nhỏ. Mã 089 M88 chị Sơn Tinh dầu dừa. Ừ. Mà nó ế đến mức độ mà thêm mà khách chê đó. Hay ghê chưa. Bởi vậy buôn bán có thời lắm, có tùy lắm em ơi. Mã M88 089 của chị Trang Bích Ngọc. Ok nè. Gì ta? Đôi khi em suy nghĩ chị tính gọi điện thoại nói chuyện với em vấn đề này Quỳnh Như. Tại vì chị mới suy nghĩ tối qua. Mà chút xíu đi chị gọi. Đôi khi chị thấy chị bỏ đồ rẻ đó. Em chịu khó bán. Em có lời lắm mất cưng. Tại vì cái xào của chị like sao là chị bỏ y chang vậy. Thôi lên mấy chị, 55kg cho đến 58kg. Mấy chị ơi, mấy chị mà có nhu cầu mua sỉ, có nhu cầu kiếm thêm á, mấy chị lấy hàng của em vậy, mấy chị bán em nói bao lời luôn á. Chốt cho em mã 89. Tại vì em làm hàng là em giặt mũi từng cái. Mấy bà đâu có phải tốn một chút xíu tiền chi phí nhân công. Toàn bộ chi phí nhân công em trả hết. Chốt cho em mã 89. Nên là ai mà lấy sỉ bên em sướng lắm á mấy chị. Em bảo đảm sướng nhất cái Sài Gòn luôn á. Đi hết cái Sài Gòn không ai mà giặt ủi bỏ sỉ cho đâu. Nói thiệt với mấy chị một câu vậy luôn á. Siêu phẩm nè.
Nên là hôm qua chị suy nghĩ, trời, chị làm vậy hả, cũng giúp đỡ được nhiều người. Chỉ cần là cái người mua hàng của chị chịu khó livestream là có tiền, chịu khó livestream là có tiền trang trải nuôi cả gia đình luôn. Rồi đây với chị. Con này đi size S, 48 47 kg size S nè, 48 47 kg nha. Chốt cho em 89 chốt chế Thanh Xuân 48 47 kg con này giùm em. Hàng thiết kế, hàng này hàng thiết kế á. Bà gì? Bà Bích Quyền chưa chọn được con thứ hai nè bà. Lẹ nè bà nội. 46 kg mặt đẹp nè bà nội. Bao đi tiệc luôn. Chốt siêu phẩm đi tiệc cho em mã 281. Nói chung là bán rẻ đi. Trời ơi, Vi bỏ làm sao bán thì bán mắc quá không có khách thôi. Nói chung là cũng tùy duyên của người đó nữa, có khả năng kinh doanh hay không nữa. Chứ mà trời, tìm được một nguồn hàng tốt là đã là một vấn đề lớn trong kinh doanh rồi. Mà mấy chị không kinh doanh được nữa thì cái này là do mấy chị chứ không phải do em. Nhưng mà em cam kết là nguồn hàng là bao ok à, bao đã. Lấy về thứ nhất là nguồn hàng đã bao lỗi rồi đó, nên nó rất là sướng. 281 chị Nguyên Lê lên cho em số điện thoại địa chỉ. Nên là phải siêng năng bán hàng, phải siêng năng. Dạ sơ mi tay ngắn không có, con này đẹp lắm bà, đợi chút bà. Rồi em lên nè mấy chị, form cánh dơi free size 60-65 kg nha. Con này form cánh dơi free size 60-65 kg nha. Chốt con này cho em mã số 529 đi. 529 đi. Hồi nãy chị đi qua sơ qua cái sào hạ của em, mấy con mà chị cảm thấy cái con mắt của chị nó hơi cũ cũ, tại vì nó màu trắng mà. Chị thấy nó hơi cũ cũ chị bỏ hết từ thiện luôn á. Cái là cái sào của em chị dọc hết rồi đó. Là cái hạ của em là mấy con cũ cũ chị quăng ra hết luôn á. Chị nói thôi đừng xếp, để về cho nó bán được hết 500 con, nó lấy bán được đúng 500 con. Nên là hả, cố gắng siêng năng bán hàng thì á hả, mình gọi là có công hoài sắt có ngày nên kim á. Rồi lên mấy chị, 60 kg đến 70 kg con này nè bà. Ok Nguyên Lê là Trần Duyên Duyên K2 ơi. À nhớ rồi, xin lỗi nha. Trời ơi, sao mà cái đầu óc của Vi dạo này Vi không nhớ. Tao Vi xin lỗi nha, Vi nhớ rồi. Nguyên Lê mua hàng một lần bên Duyên 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 rồi. E42 con này nè, xinh tinh dầu dừa ơi, đẹp đó. E42 chỗ nãy giờ chưa lên được cho chị Trang Bích Ngọc ta. Xe S nè mấy chơi. Con này dưới 52 kg, siêu phẩm cổ chất cơ, vân lụa tay loe đi làm. 52 kg đi làm em nha. Chốt cho em mã 916, 52 kg đi làm. Bao đẹp, bao sang. Nói chung là bao ngon luôn. E42 của chế sơn tinh dầu dừa nè. Rồi, đó tay ngắn đó chị, em lên tiếp nha. Ôi, quá ôi. Mấy chị ơi, đẹp quá à. Dưới 50 kg nha, đảo không mấy chị. Xe S đó, 45 kg đến dưới 50 kg. Trời, mấy bà mặc vô như là tiểu thư quyền quý gì đó, không có tiền trong túi thôi. Nhưng mà kệ, mặc ăn mặc sang trước cái đã, tiền hay không có tiền tính tiếp. Mình cà thẻ cũng được mà mấy chị. Chốt cho em 279. Quá đẹp nha. Chốt cho em 279, theo tiếp thôi mấy chị. Con này hình vẽ chứ không phải thêu nha mấy chị. Con này là hàng quả tiết. Con này quả tiết trực tiếp thêu lên trên nền vải. Quả tiết trực tiếp trên nền vải chứ không có thêu nha. Rồi con này 55 kg cho đến 60 kg. Size ML mấy chị, tay pồng. Size ML tay pồng. Chất liệu con này là vải xô nhúng nên nó ít nhăn lắm. Nó ít nhăn mà nó rất là mềm, rất là đã. Đây mấy chị nhìn cái form của nó nè. Có phải đã không? Rồi chốt siêu phẩm này cho em mã số 77 nha. Chốt siêu phẩm này cho em mã số 77. Rất đẹp nha mấy chị. Rất đẹp luôn. À vô vi mới vô em có cái bông lụa nè vô vi ơi, đợi em chú treo con này lên đã. Đồ đẹp quá trời luôn. Vô vi ơi, em có cái con hàng hiệu nè. Con này là 45 kg quay đầu à. Con này là chất vôn lụa, mặt là nó bo hết cái phần eo nha, nó ôm hết phần eo luôn. Con này thì mặc sang chảnh, chất vô chất vôn lụa lụa satin, mã 937 lụa satin. 47 kg quay đầu. Chị Trang Bích Ngọc còn xem không chơi? Sao nãy giờ em kiếm hoài mà em không lên được cái form bả yêu cầu ta. Vải nó không có ok. Có ok thì nó lại nút cái nào, nút nó màu khác mới ghê chứ. Dài đầm quả tiết, con này đầm quả tiết tay của nó nè, đẹp chưa? Con này 50 kg thôi mấy chị. Cái này mấy chị ơi, 50 kg quay đầu thôi là mấy chị mấy bà mặc bao dễ thương. Trời ơi, con này mai mặc bầu được mai ơi. Rồi, chốt mã số 914 nha, hàng hiệu nha mấy chị. Hàng hiệu 914, hàng hiệu nè. Theo tiếp ha.
Đây, 50 kg cho đến 57 kg thoải mái. Con này 50 57 kg thoải mái. Chốt cho em mã số 180. Chốt cho em mã 180. Có vải ít nhăn mà 52 53 kg không quy dạ có chị. 914 52 53 kg hả chị Diễm Hương? Để em xem. Đây đây. 52 53 kg chị cỡ em không? 52 53 kg về chị cao cỡ em không? Con này. Con này nè. Con này nè. Nhìn vải nè chị. Nè. Đó, nhả ra nè. Đó, được chưa? Con này đẹp lắm nè, nhìn vải nè. Nè nha, bó lại nha. Rồi, nhả ra nè. Được chưa? Ổn không? Trời ơi, tôi tự tôi hành hạ cái áo của tôi ta. Con này như vậy nè nha. Đó. Rồi, cỡ em á size M. Con này size M 55 kg quay đầu nha chị, 55 kg quay đầu cỡ em. Chốt cho em ở B 38 đấy, cái vải đó là vải nhúng. 180 em chốt chị Nguyên Lê. 180 Nguyên Lê chốt rồi Chu Cà ơi. Trời ơi khổ thân Chu Cà ghê ta. Kiếm điệu thân nữa không? Rồi cái sao của tôi gì mà. Từ nha. Rồi ngàn nhúng nữa nè. Tham khảo một số vải, một số con vải không nhăn nha. Rồi con này 50 kg đến 55 kg. Đây nha, con này cái kiểu của nó, kiểu của nó khác kiểu này, cái cổ này kiểu này nè, kiểu này. Tay le 50 55 kg. Này chế. Con này thì dễ thương hơn. Ôm hả? Trời ơi bà muốn không nhăn mà ôm hả? Sao làm khó tôi vậy ta? Chốt cho em ở 168. Ok, chiều luôn, để kiếm đã. Ừ em thấy chứ, nhưng mà máy của chị thấy Nguyên Lê chứ. Trời khổ ghê á. Để chị lên cho, chị lên tiếp cho. Đồ cái xào của chị đẹp lắm. Rồi đi tiệc. Trời ơi con này bà không chốt nữa thôi luôn á. Đi tiệc vô lụa xe ép. Con này sang nha, sang từ trong trứng sang ra đó mấy chị. Con này mấy bà mua bỏ vô shop, bỏ tiền vô shop mua tiền không á. Xe ép nè. Chốt cho em mã số B84, hàng hiệu Bayura Made in Korea, dây kéo sao. Trời ơi cái con này nó còn danh giá hơn những cái con mà theo con mắt của em nha. Con này nó đẹp hơn mấy con theo, theo mắt của em thôi. Còn theo mắt mấy chị thì tùy, hên xui. Hài lên vôn lụa. B84 viên viên nè, đã hot con B84 Hàn Quốc dân rồi đó. Đẹp lắm, con B84 đẹp lắm. Mặc cái gì cũng đẹp hết á, con B84 mà mấy chị lên cái quần sọt thôi nó cũng đẹp nữa. Chị mà sọt kaki chứ đừng sọt jean, đẹp nữa. Có con nào vậy mà size mình không? Có luôn, nhưng mà bán rồi. Có. Hồi đầu có hai con sắt cánh size 55 kg bán rồi, farm y chang luôn. Nó không có yếm thôi nhưng mà nó sắt cánh y chang luôn. Rồi lên nè. 50 kg cho đến 58 kg, con này size ML, vải rất là đẹp. 50 kg đến 58 kg size ML, vải đẹp. Chốt cho em mã số 47. Đây, em có một con sắt cánh này, vải này là vải nhũ nha. Vải này là không phải linen nhưng mà linen có ánh. Nè, nhìn cận màn hình con này linen đó. Đây mấy chị linen nhưng mà nó ánh ánh nhũ nhũ một chút. Rồi con này đi tẹt 50 53 kg. 50 53 kg. Chốt cho em mã số 946. 3 ngày nữa mới có vinh nhật nha chị. Bây giờ em chỉ còn một kiện duy nhất thôi, em bán hết luôn rồi. Bây giờ bên bẹt vai size to nè mấy chị, bên cam á đã cấm biên rồi chứ, 10 ngày. Bây giờ là bên đó là nhà ai nấy ở rồi. 946 viên viên. Bây giờ là phải 10 ngày sau mới biết được là có đi hàng được hay không luôn. Đặt hàng là em đặt hết rồi đó. Hàng Vin này nọ em đặt hết rồi đó. Nhưng mà bây giờ để coi có qua được Việt Nam hay không ha. 946 em chốt à. Bẹt vai size to. Con này 55 kg đến 60 kg nha mấy chị. Mấy chị phải size ML, mấy chị mặc mới đẹp mà. Mấy bà size S mặc tuột á. Mấy bà size S mặc tuột. Chốt cho em mã số 472, size ML mã 472. Size ML mã 472 nha, siêu phẩm. Em có đai trụ đồ em đẹp lắm á trời. Hôm nay em thấy em lên toàn hàng thiết kế không á trời. 50 kg cho đến 58 kg nè, form nè. Nhìn cưng không? Form mặc dấu quần rất đẹp. 50 kg đến 58 kg free size. Chốt cho em mã 227. Mấy bà sẽ ép mặt cưng lắm đó mấy bà ơi. Từ từ. Ôi, con này đi.
con này 50 kg cho đến 57 kg luôn. Dòng này free size lên, nãy giờ mình lên đang cố gắng lên cái dòng free size một chút. 50 kg, 57 kg nè, đẹp nè. Đó, ổn không? Ổn không? Cái đó gì nha em? Hiểu không? Thôi chốt cái này cho em mã số B33. B33 giùm em. Chị ơi lấy cái áo khổ cẩm treo sau lưng. Sau lưng tôi bây giờ con đỏ, con xanh, con khổ cẩm à, tôi biết rồi, kiểu khổ cẩm kiểu này đúng không? Phải không? B33 nguyên lê đây, kiểu khổ cẩm nè. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Biết rồi, dân chơi với nhau hiểu. Dân chơi không sợ mưa gơi mà. À đỏ hả? Rồi, con lấy con này mã 319 nha. Chết mẹ, dân chơi hiểu sai với nhau rồi, dân chơi rồi. Tại vì thường cái con có thổ cẩm là cái con thêu dạng thổ cẩm, xong rồi nó có dây tơ rua á, thì người ta hay gọi là thổ cẩm. Đó, nguyên lê, B33 nguyên lê. Và cái có là cái gì? À cả hai luôn hả? Con đó 519, bấm chữ cả 5, bấm chữ 519 giùm Vi luôn. Đúng rồi, không ai lấy thì lấy đi. Nó là cả một gia tài đó. Con đó là cả một gia tài đó. Cái gì 319 hả ta? Mấy ta? 319 chị má tư chốt trước rồi nha, bấm trước rồi nha. Ok, chia cho chị má tư một cái đi. Trời ơi, Vi còn mà. Tính nó rồi, kiện qua tới giờ bán được có mấy cái đâu. Ế muốn chết luôn á, đồ quá trời còn đẹp luôn. Nè. Hạn vậy không á? Chịu nổi không? Qua giờ. Trời hôm nay cái Facebook nó sao quá tao ơi. Thôi lên nè, bán như vậy lỗi rồi. Bán gì không có tiền hạ cho bé Quỳnh Như rồi. Đây mấy chị, size S nha mấy chị, dưới 50 kg. Con này rất là dễ thương này Duyên ơi. Rồi size S dưới 50 kg. Chốt cho em mã số 248. Con này nó tầng, nó bèo hai mặt luôn á. Mã 248. Rồi con này vải rủ thơ 50 kg đến 53 kg thôi. Nhìn nha, con này đẹp lắm á mấy chị. 50 kg cho đến 53 kg. Hộ thôi con này mà đóng thùng là bao sang. Rồi chốt cho em mã số 571 nha. 248 của nguyên lê nãy rồi. 248 của nguyên lê ấy ơi. Còn con thêu ngoài đó kiếm vô cho chị nha. Tha ơi, mấy chị thích cái kiểu quý tộc không mấy chị? Hết hiệu hả? Ren hả? Ok ren, điệu điệu vô cũng được. Rồi lên nè. Áo dạng em cần chưa chế hả? Giờ lên nè, đợi từ qua con này lên liền, lên liền. Đợi đợi em 5 phút nữa, lên liền. Rồi em lên nè, tay bồng. Size to, con này 55 kg đến 60 kg. Mấy chị mặc đẹp lắm. 55 kg đến 60 kg. Vậy rồi á hả? Ngủ ngon không? Chốt cho em mã B34. 55 kg đến 60 kg, tay bồng nha, điệu lắm. Mã B34. Từ em lục hết cái tàu của em, coi em lên cái kiểu của chị gì cái đã. Mấy chị đợi chút xíu. Không sợ phải không chị? Hàng hiệu ha. Chết cha, con này 55 kg rồi, để riêng đã. Công sở mà vải đẹp ha. Ui, đồ trên đây cũng đẹp quá nè mấy chị. Nè. Wow, thôi. Con này bao đẹp luôn. Mà con đó thì cái nó hơi rộng so với mình một chút. Đây. Em lựa vải là không có gì để gọi là chơi hết nha. Mấy lần em lựa cho bà hài lòng đấy, nhớ không? Để em một chút coi. Ôi, đây con này trơn đẹp nè. Con này trơn không có gì hết mà vải rất là đẹp. Đợi nha, đợi nha. Có tự nhiên cái tí biết sao không? Tại vì em hạn chế mấy con đó vô xào. Để vô kiểu thôi chứ không có vô trơn được. Trời ơi, vô tình tôi có con này tay à không? Đợi em Vi một chút nữa. Đi rồi. Hai ơi, tôi có cái này bảo đảm mấy bà chịu liền. Để đây nha Vi. Ôi mấy chị nhìn nè mấy chị. Con này đẹp nè, con này bảo đảm nè mấy chị, bằng mọi giá mấy chị mua con này. Trời ơi, hàng của Valencia. Từ đợi chút. Cái con đó đẹp quá, cái con đó. Cái con của Valencia không biết tụi mặc vừa không ta. Đẹp binh khủng nha. Rồi bóc con này lên cho coi. Vô tình thấy em ấy quá đẹp. 48 50 kg. Con hai túi 50 kg quay đầu vừa không để chị? Dạ vừa chị, đợi em chút nè. Con này em lên con này chứ đã, em háo hức con này quá mấy chị ơi.
Đẹp chưa? Trời mẹ ơi, nó là cả một đống tiền luôn á, hàng của Valencia mấy chị. Con này mấy bà mặc lót trong với vest nè, hoặc không thì mấy bà mà xong rồi tới bữa tiệc cái mấy bà cởi cái áo vest ra. Trời ơi, con này bao đẹp. Con này bao đẹp luôn, thích quá à. Con này ngực dưới 90 thôi nha mấy chị, tầm mấy bà xé thôi đó. Trời ơi, em thích con này kinh khủng, mã số M25194 không vừa rồi. Đẹp quá. Trời ơi nè, nhìn hàng nè. Ngực 88 thôi nha mấy chị, ngực 90 chặt à. Ngực 88 thôi, xin lỗi mấy chị, ngực 88 thôi. Bao đẹp nha. Ngực 88 quay đầu bao đẹp, lụa satin luôn. Ngực 88 từ từ em lên hàng công sở nè. Đây con này được chưa? Con này vải siêu đẹp hàng hiệu luôn. Con này 50kg đến dưới 55kg. Con này 50kg đến dưới 55kg nè. Con này hàng siêu hiệu nha mấy chị, vải rất đẹp luôn. Chốt con này cho em mã 267 M25, chúc mừng Duyên Duyên em ơi. Đẹp quá em ơi. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Bỏ 59.000 mấy chị xài một con Valencia nè. Mặc vô để biết được là người chơi hàng hiệu người ta xài cái gì. 267 là của chị Trang Bích Ngọc nè. Người chơi hàng hiệu người ta mặc cái gì? Người ta mặc đường như thế nào? Con đó mới tin nè. Đợi từ từ. Đợi em nữa nha, em lựa nè, em lựa hàng công sở để phải đẹp cho mấy bà đi làm nha. Coi con này hàng của Comatic gì đó, Made in Korea. Vải này là vải lụa dày. Nha mấy chị, lụa nó hơi dày một chút nên mấy bà lên đứng dáng lắm, mấy bà nhìn cái tay của nó nè, ngang ngửa hàng thiết kế chưa? Rồi con này thì 55kg đến 57kg mấy chị. Con này 55kg đến 57kg, size hơi rộng. Chốt con này cho em mã số 15. Mã số 15 nè, rồi từ từ lên con bên hông này nè. Con này hàng hiệu, 52kg quay đầu thôi. Mấy chị nhìn nha, nó là hàng hiệu quá mấy chị. Nút của nó là nút dập nổi nha. Hàng nó đẹp kinh khủng luôn á mấy chị. Con này mà 59.000 mấy chị vừa rờ cái vải mấy chị hài lòng liền. 53kg quay đầu, chốt cho em mã 31. Con này 53kg à. Rồi con này. Con này là cái tay nó may rất là đẹp. Con này thì 50kg quay đầu thôi nè. Con này cái form nó dài nha. Nhìn con này nhìn tay luôn giùm em. Hàng này siêu đẹp. Đây nha, nhìn nè. Đó em đưa hết nguyên cái áo nè. Con này thì đúng 50kg quay đầu thôi. Cái tay nó rất là gọn nha mấy bà. Trời ơi, con này mấy chị đóng thùng mà thả ra đều đẹp luôn. Mặc được hai kiểu luôn, đi làm đi chơi ok. Mã 409 31 của chị Trang Bích Ngọc nha. 31 đẹp lắm, 31 vải đã lắm. Nó cũng tạo được một cái kiểu, khi mà mình đi làm cũng tạo được một cái kiểu lạ. Chứ không lẽ mặc trơn hoài đúng không? Mặc sọc 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 đồ cho người ta biết đồ xịn ha. Cần thì khoe cái mặt ra, có không cần. Rồi lên được chơi con này. Lại một em thiết kế hàng hiệu nữa nha. Con này size số 88, Made in Paris. Đây mấy chị, size 88 là của hàng á mấy chị, rất là đẹp. Mới 100% size số 88 nè. Size 88 là em nhìn nó cũng 55kg, 58kg luôn á mấy chị. Size 888 của vest em mặc được. Con này 58kg luôn á mấy chị. Con này em sợ chị Trần Hiền mặc rộng nha chị. Chốt cho em mã 518 409 của chị Trần Hiền. Con này là dưới 58kg mặc được. Size số 88 của Hàn Quốc nha. Nên là tầm 58kg. Từ em còn một con nữa thiết kế. Con này là hàng thiết kế nè. Đầm thiết kế. Đầm thiết kế vải lụa. Đầm thiết kế vải lụa 50kg cho đến 55kg mặc đẹp. Trời má, tôi bán con này 59.000 rẻ quá vậy trời. Rẻ muốn rớt nước mắt luôn á. Chốt cho em mã 235. Vải lụa mấy chị. Không phải vải thường đâu, không phải vải xô đâu, lụa đó. Tôi bán nó rẻ mà tôi muốn rớt nước mắt luôn á mấy chị. Rồi rắp top nè. Dạ tìm hai túi à. Ok chị. Rắp top nè. Con này form siêu đỉnh luôn nha. Từ để em chút nó sai. À con này hồi đầu chu cà hột nè em. Con này nhỏ hơn con size đầu một size. Con này 52kg à. Con đầu là 55kg, 56kg được. Con này 50kg, 52kg. Con này 50, 52kg nha. Đại ép xào á nên nó hơi nhan. Này 50, 52kg. Nút đầy đủ. Nhỏ hơn con đầu một size, size S. Chốt mã 404 nha chua cà. 52kg quay đầu mã 404 nha chua cà. Con đó đẹp á.
y chang con đầu luôn, hồi nãy Vi nhớ á, mà Vi chưa có tìm ra đó. Rồi, hạ tiết nè, đợi em chút, có liền nha chị Trần Hiền. Quả tiết nè. Rồi, con này Phong giấu quần rồi đóng thùng tùy ý các chị. 50-55kg quả tiết, 50-55kg quả tiết. Chốt con này cho em mã 968 đi, 404 của Chu Cà trước và Nhiên ăn rồi. Con 404 rất là dễ thương. À, chị gì là chị gì ta, chị Trần Hiền đi làm phải không chị? Chị Trang Bích Ngọc em thấy 5 cái á. Đợi em chốt chị Trần Hiền đi làm con này. Đi làm tay ngắn được không bà? Em có 2 con. Nếu bà chịu mặc đi làm bao đẹp dưới 50kg. Siêu phẩm luôn á. Cổ chất cơ mã 916 dưới 50kg. Con này cũng vậy. Mà tay ngắn. Dưới 50kg luôn, siêu phẩm đi làm luôn. Con này đi làm nó rất là độc đẹp. Chốt mã số 279. Không mà không kém phần sang trọng nha. Đó. Hai con đó mà đi làm mà mặc được tay ngắn là bao đẹp. Trời má ơi dễ thương quá. Từ từ đi, em đang lựa em form em cho mấy chị. Đó, mấy chị phải nhìn nhiều cái form khác nữa. Trời ơi, con này tay phồng nè, đẹp lắm. Chị Chu Cà ba cái. Đây, con này 52kg quay đầu size SM, tay phồng to. 52kg quay đầu size SM, mã số 082. Mã 082 nha, 52kg quay đầu mã 082. Ai, em này em có 2 cái nha mấy chị. Hàng new tem y chang vậy luôn, 2 cái. Bà nào mua mặt cặp nè. 50kg, 52kg quay đầu á mấy chị mua mặt cặp đẹp lắm á. Một con còn tem, một con là không còn tem, nhưng mà hai con đổ mới y như nhau, không không có lỗi đâu nha mấy bà. Bao chắc lỗi luôn. Mã B47. Vi bao chắc lỗi luôn nha. Hai con này không hề có lỗi nha. Rồi đây, trời má ơi. Hàng hiệu luôn. Con này size nó rộng nè, chị Thanh Thanh Biên Hòa người ta. Con này size 60kg mấy chị. Con này size 60kg, size ML, 60kg quay đầu. Chốt cho em mã C49, 60kg quay đầu, mã C49 đi, B47 nè. Chốt cho Chu Cà nè em. Misan không còn xem hả chị? À, em có một con này đẹp, dễ thương, từ từ. Chị Trang Bích Ngọc mình lựa thêm không chế ơi? Chế Trang Bích Ngọc ơi mình lựa thêm không? C49 của Nguyên Lê nè. Đây, con này đẹp. Con này là hàng giống như hàng thiết kế thôi. Giống như hàng thiết kế thôi. Đây nha. Đã chưa? Bẻ cái vây xuống nè. Mấy bà về á, ủi ép cái vây xuống giùm Vi. Hàng hiệu. Con này hàng hiệu New Tem. Cổ vuông, tay phồng. Con này mặc đẹp lắm nha. Trời mà đã vậy nó còn thơm nữa chứ. Trời. Con này mặc vô siêu phẩm á, mà Vi mặc không được. Cần không Vi cho canh. Canh có tay gỗ bận. Vi có canh tay gỗ nữa. Con này đẹp kinh khủng á. Con này nhìn cái tay của nó nè. Ngang ngửa hàng thiết kế. Bo eo dữ lắm. Con này 50kg bo eo dữ lắm. Xé vô eo luôn. Vải của nó là vải xịn lắm. Chốt cho em mã số 15. Nhìn vải này nha. Đó thấy không. Vải đã lắm. Vải không hề thô cứng mà nó còn có độ co giãn. Vải siêu đẹp. Mã số 15 á. Không 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 có gì thì Vi cho canh mặc thử sau cũng được. Con này đẹp lắm. Con này nó có vàng nút á. Nó có cái vàng nút trước á, nhìn nó kiểu như nhìn nó quý tộc thời xưa, kiểu giống vậy. Kiểu như các cô nàng quý tộc thời xưa mà người ta mặc cổ vuông mà cái tay bo 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 á, mà có vàng nút đằng trước, người ta mặc cái chân váy á. Rồi. Đỉnh cao rồi. Con này đỉnh cao luôn rồi mấy chị, khao khao luôn rồi. Không có nó ngược 90 mới vừa đâu bà ơi, nó 88, 85, 88 rồi. Rồi con đó người ta ha. Ép ngực nâng ngực lên á, con đó mấy chị phải nâng ngực lên nó mới đẹp, nó phải có cái khe ngực nó mới đẹp, nói chung con đó đẹp. Dạ con này đi dưới 50kg. Con đó ngực 90 chặt đó chị, dưới 50kg chốt cho em mã số 10, tự bấm 15 hoài vậy, hôm nay đánh đề 15 bấm bóc 15 hoài ta. Chốt cho em mã 219. Từ từ nha. Giờ muốn chốt nào nữa đây, con này được không? Con này 53kg quay đầu thôi nè. Đẹp lắm. Vải này cũng ít nhăn nè chị, đóng thùng đi làm bình thường. Mã số 902, 53kg quay đầu, mã 902 nha. Ôi. Mấy chị muốn chốt gì nữa mấy chị nói nghe coi. Đồ em đẹp quá à, thiệt á, đồ đẹp lắm, đồ hiệu không á.
lên đã bao đã tay luôn á mấy chị. Em mà lên là nhiều lắm. Con này nút đen nè, nhưng mà hàng nó đẹp lắm. Mà nút nó đen thì chị Trang Bích Ngọc không có vừa. Con này 50kg quay đầu chị Trần Hiền vừa. Đẹp lắm á, 50kg quay đầu vừa đóng thùng được, vừa thả ra được. Chốt con này cho em mã 92. 50kg quay đầu mấy chị, vừa đóng thùng được, vừa thả ra được nha. Nè cái vải nè, trời ơi mùa hè nè mặc mấy cái đầm vải này là bao sướng. Mùa hè mặc bao sướng. Free size, con này free size SML free size. Chốt free size cho em mã 81 nha. Chốt free size cho em mã 81. Xem lại 15 là con này hả? Trời ơi đẹp vậy mà phải cho xem lại ta. Ta con này nè phải ủi bẻ cái bèo xuống nha. Tự nhiên nó dảnh lên, em không biết sao nó dảnh. Bẻ xuống. Cái cổ vuông, cái tay sách như vậy đẹp lắm á. Trời ơi. Nói chung là mấy chị mà chưa cảm thấy nó đẹp á thì để lần sau em mặc lên mannequin dành chơi. Khó gì đó. Vì nó nói đẹp là đẹp nha, hãy tin em. Lên. Rồi 50kg đến 55kg đầm. 50kg đến 55kg đầm. Chốt che mã số 481 đầm nha. Đầm nha, mã 481 đầm. Trời ơi, khoác ren, khoác điệu này nọ em có hết luôn á. Trời ơi. Đầm ren size S nè. Con này có tay luôn. Con này nhỏ xíu rồi nha mấy chị. Con này 40kg quay đầu, mấy chị mua cho con gái đẹp 40kg quay đầu thôi. Mã số 921 40kg quay đầu. Mã 921. Không ấy vậy mình thử lên canh chơi đi. Đang ế mà đúng không? Ế thì cho nó ế luôn đi. Thử lên canh nha mấy bà. Tại vì con canh này nó không có tay gỗ, nó không phải có cái tay nữa, nó mới ra được cái tay. Nhưng mà thôi kệ, cứ thử đi rồi nó sẽ đẹp. Chứ có cái tay nữa là nó thuyết phục 100% luôn á. Mà quan trọng mấy chị không vừa. Con đó đẹp nhưng mà mấy chị không vừa, mấy chị cũng đâu có chốt được. Kệ đi, thử lên canh đi, ai lấy thì lấy. Trời, con này của bà nắm lên kia chốt chắc ăn luôn ha. Bao đẹp luôn. Giải vô lửa nhỏ lắm nha, con này mà nắm lên kia là trời sợ chập hết á. Vải vô lửa con 15 thì cái vải của nó là vải sơn nhúng, cái hàng rất là đẹp luôn á. Nè, mấy chị thấy cái vai nó sang chưa? Ừ, tôi kẹp cái đồ nó vĩnh xuống nè. Rồi kẹp đi, kẹp cho nó đứng cho nó vĩnh xuống nè. Đó, thấy cái cổ nó sang chưa? Con này được 90 gì vậy ta? Con được 90 căng lắm bà ơi, 88 rồi bà ơi. Được 90 căng lắm. Con này mặc vô thấy cũng rộng, rộng hơn con nãy nhiều luôn á. Mặt dưới cũng được. Cái tay của nó bồng to lắm. Con nó cũng rộng á, con nó cũng 50kg được á. Trời, lên tiếp đi. Được không? Mấy chị thấy được không? Em thấy cái cổ nó sang quá trời mẹ. Nó mà nó xuống cái ghét thiệt chứ. Lấy thêm cái kẹp nữa, tôi kẹp tới hơn từ đây tới hết giờ thì nó cực xuống rồi. Đó. Rồi lên đi. Cái đầm này nè chị. Đầm này dễ thương nè, tay vòng theo hoa. Chốt che mã số 267, 55kg quay đầu mã 267. 55kg quay đầu mã 267 nè. Đầm tiếp á. Free size. Ồ, con đầm này mà sắn tay lên là rất đẹp. Em bao nhiêu chị Trang ơi, em có vài con á chị, em chừa cho chị chứ em không có bán riêng cái đó. Mã E7, con này mã E7. Đầm tiếp nha. Đầm này 50-55kg. Trời ơi, đầm đẹp không à. Đầm E7 rất là đẹp nè. Chốt con này cho em mã 166. Đầm này 55kg, 60kg.
Đầm này đẹp nè, nhìn con đầm nè, thêu hết luôn á trời. Con này mặc quay lưng là bao đẹp luôn. Eo 6866 ok. Rồi M267 của chị Misan, nãy giờ chị Misan đi đâu chơi ạ? Sắt nắp 53 kg hả? Hên xui, sợ không có, tại sắt nắp một khi lên xào khó lắm. Đợi chút nha chị, đợi em tí. Em đang like cái này cái đã. Đây siêu phẩm. Con này nha, mặt bo chỗ này nè. Đó. Con này đẹp, 50 kg đến 52 kg quay đầu, size nhỏ. Chốt cho em mã số 15. Con này thêu full áo nha. Thêu full áo 50 kg đến 52 kg, thêu full áo, chốt cho em mã số 15. Hết chỗ để đồ rồi nè. Toàn canh gió hẹ chưa? Thêu full áo tiếp tục. 50 kg đến 53 kg giùm em thêu full áo. Chốt con tay ngắn siêu phẩm này cho em ở 127. Tay ngắn siêu phẩm nha mấy chị, ở 127 giùm em nha. Free size. Choàng biển nha mấy chị, choàng đi biển. Free size. Mã choàng. Choàng đi biển free size nha mấy chị, mã choàng. Bạc vai cao cấp theo full, bạc vai theo full 55 kg đến 57 kg nha. Bạc vai theo full luôn, theo full bờ vai. Con này là bao sang chảnh, mặc với chân váy đi là đi chơi. Má ơi, con này nó sang lắm đó trời. Sang để mặc cho đừng bán. Má sang để mặc ha, đúng rồi. Để mặc luôn đi đừng bán. Má con này mặc bao sang. 55-57 kg nha, mã hoa. Màu 27 của chị Trần Thủy chốt trước nha. Theo full áo. Mã hoa con đó mấy chị, mã hoa con đó mấy chị mặc sang. Ai ơi. Hoa ơi. Chạy đi chưa? Gớt cái phiếu. Siêu phẩm mã hoa nha mấy chị. Trời ơi, con này nó không đẹp nữa thì thôi đó trời ơi. Này ít khách luôn. Siêu phẩm nè. 55 kg nè, 50 kg đến 52 kg thôi, 55 kg sợ chặt. 52 kg thôi, siêu phẩm đi làm đi chơi. Chốt cho em mã siêu phẩm đi. Chốt cho em mã thơ siêu phẩm đi. Đầm kimono size S. Đầm kimono này dưới 50 kg mặc đẹp nha mấy chị. Chốt che mã đầm dưới 50 kg mặc đẹp nha. Chốt che mã đầm. Con này 50-55 kg nha. Trời ơi, vải siêu cưng rồi. Siêu phẩm chốt cho chị Nhung Phạm Thị. Rồi đây con này nè, nút ngọc trai. Trời ơi, hàng nó dễ thương lắm. Con này cổ sâu, mấy bà thích cổ xẻ thì lấy nha mấy bà. Đó, 50-55 kg cổ xẻ, chốt cho em mã cổ xẻ đi. Sơ cua siêu phẩm cho chị Diễm Hương. Cổ xẻ chị Nhung Thị Phạm. Chị Nhung Thị Phạm cọc cho mấy gạt 50 đi hàng nha chị. Hay ơi, nhắn số tài khoản cho chị Nhung giùm em nha. Nhung Phạm Thị Nhung. À, cọc em 50 nha chị ơi. Cổ xẻ em ra chị Nhung luôn nè. Rồi đầm thêu. Ý, đầm baby doll thêu. 50 kg đến 55 kg, 56 kg được luôn á. Chốt che mã đầm thêu. Đầm baby doll thêu nha, đầm mã đầm thêu. Con này đầm ren nha mấy chị. Form dài đầm ren á, 50 kg, 52 kg quay đầu thôi. Con này siêu dễ thương.
mấy bà mặc rất là dễ thương, xòe tự nhiên luôn, mặc là xòe tự nhiên đẹp luôn. Rồi chốt đầm thêu cho đầm ren đi, chốt cho em mã đầm ren với đầm thêu nha. À hồi nãy chị gì ta, cái con gì đó 127 hộp nè, chị My San lấy con này thêu phun áo tay ngắn đẹp như con 127 luôn á. My San, My San ơi đừng nói đang nấu cơm buồn lắm, My San ơi 50-55kg nè, y chang con 127 mà đẹp hơn nữa đó, đẹp lắm. Trời ơi, chốt mã đẹp đi, chốt mã đẹp Phi đi, y chang con 127 nha, tay nó ngắn ngắn như con 127 đầm thêu chu cà nè. Đấy, đầm thêu này quá đẹp chu cà ơi, quá dễ thương luôn. Là hôm nay chốt là không có gì phải tiếc á thầy. Rồi đẹp, đẹp chua cà lấy rồi. Chị Mỹ Lan chốt sao rồi nha chị, đẹp chua cà lấy rồi. Chị con ấy 49 vừa không? Trời ơi sao mà chị hỏi em mấy cái kỳ vậy ta. Chị chốt like không có 49kg đương nhiên là vừa rồi chứ. Ví dụ như 49kg chị bị rộng, chị đóng thùng vô là đẹp vừa. Trời chị chốt like phải có kinh nghiệm một chút xíu chứ chị. Hôm nay em đọc 50-55kg, chị 49 là bảo đảm không rộng. Tùy theo cái chiều cao của mình, tùy theo cách mình bận nữa. Giống như em mặc phin á, em mặc rộng không à. Rồi lên nè mấy chị. Con này nha, điệu lắm nha. Trời ơi, như một cô công chúa tuyết luôn. 50kg quay đầu thôi. Mã đẹp có người chốt rồi. Con này đầm á, đầm đẹp quá như một cô công chúa tuyết luôn. Chốt cho em mã đầm 50kg quay đầu mã đầm. Rồi con này hàng công sở 50kg quay đầu luôn. Đằng sau nó có cái nút nha mấy chị. Trời má ơi con này điệu hết sức rồi. Con này 50kg quay đầu nè, size S nè, 50kg quay đầu nè mấy chị, chốt cho em mã điệu đi, rất là đẹp luôn mã điệu. Đây nha. Đó. Con này 45kg cho đến 52kg mặt đẹp. Chốt cho em mã tay kiểu nha. 45kg đến 52kg mặt đẹp, chốt cho em mã tay kiểu. Chấm bi nè, chấm bi cột nơ mà tay loe em còn nè. Rồi con này tay nó le. Trời ơi con này 45kg cho đến 53kg đẹp, size SM. 45kg cho đến 53kg đẹp, chốt cho em mã chấm bi á. Chốt cho em mã chấm bi, bẹt vai nè, kiểu thổ cẩm nè. Con này chất xô nhúng không có nhăn nha. Con này à, bẹt vai kiểu thổ cẩm, bao đi biển luôn, mặc với quần sọt là ok sống ảo. Size SM dưới 53kg giùm Vi, size SM. Chốt cho em mã thổ cẩm nha, chốt cho Vi mã thổ cẩm, con đó đẹp quá rồi đó. Rồi con này bù lại cái con đẹp nãy đi. Trời con này nó quá đã rồi, con này là siêu đã luôn rồi. Trời ơi má ơi thiệt, em bán con này 59.000 là trời. 50kg đến 55kg size SM, baby doll thêu kiểu cấp, chốt cho em mã baby doll. À, con baby doll đó là nhức nách rồi đó, mà nào chốt không được nữa rồi thua. Rồi lên mấy chị, siêu phẩm nha, free size bao nhiêu ký cũng vừa. Con này phải gọi là siêu phẩm á mấy chị. Con này mấy chị mặc cái quần sọt, em bảo đảm mấy chị đi biển, mấy chị búi cái tóc lên nhìn rất là dễ thương. Chốt cho em mã đi biển đi. Chốt cho em mã đi biển đi, thổ cẩm em lấy cho chị Diễm Hương nè. Thổ cẩm bẹt vai tu rua đúng không chị? À không phải tu rua, nó tu rua có phần tay nè, với cái chỗ đây nó có cái dây tu rua. Cái dáng thổ cẩm này nãy chị Diễm Hương không chọn cái con thêu nãy cũng đẹp, thêu thổ cẩm nãy. Rồi 52kg quay đầu. Trời ơi thiệt á trời, 45kg đến 52kg quay đầu, siêu của siêu phẩm luôn á. Trời ơi con này nó đẹp quá vậy trời. Chốt cho em mã độc đi, chốt cho em mã độc lạ đi. Con đó là không bao giờ có con thứ hai trên cõi đời này nữa nè. Đầm đuôi cá 50-55kg, chốt cho em mã đuôi cá đi. Đầm đưa cá 50-55kg, siêu phẩm đầm đưa cá. Đầm đưa cá này nó pha ren 100%. Cái con khoác như vậy nó đẹp kinh khủng luôn. Mà không ai chốt. Mã đọc của chị Trang Bích Ngọc. Đã ha. Con đó là không đụng hàng luôn. Đuôi cá của chị Chua Cà. Không đụng hàng luôn. Đuôi cá, đầm đưa cá theo 100% cổ vuông, không đụng hàng luôn. Trang Huyền ở đầu like tới cuối like nè. Chốt đủ đơn nè. Chán ghê không?
đầm đuôi cá có người chốt rồi chị Thanh Mai ơi. Khoác free size bà ơi, khoác nó size ML, ML, XL, size S thì khoác hơi rộng. Khoác nó free size nha. Trời ơi em có nữa nè. Má ơi bao, em bảo đảm con này mấy chị không có đâu. Má chị khó mua lắm. Con này 52kg quay đầu, thêu rồng phượng gì đó. Chốt cho em mã số 113, 52kg quay đầu, mã 113. Con này nè chị chốt được nè chị gì đó. Ờ má con này nó đẹp kinh khủng quá mấy chị. Mấy chị nhìn cận màn hình con này nó đẹp, mà nó đẹp, mà nó đẹp một cách mà đã lắm kìa. 50-55kg baby doll, mà baby doll kiểu cách luôn á. Chốt cho em mã baby doll đi, baby doll nó khó tìm. Đây nè em cho mấy chị xem con khoác. Trời nãy giờ em có khoác thổ cẩm, khoác biển, khoác ren, khoác nơ, khoác tè le, khoác đó. Khoác này là khoác thổ cẩm thơ. Nè em cho mấy chị xem cái đằng sau, banh đằng sau cho mấy bà coi nha. Size ML nha mấy bà. Thì đằng trước nó là khoác thôi mấy bà, chủ yếu mấy bà coi khoác, mấy bà coi đằng sau. Con này bao sống ảo luôn mấy má. Chốt mã khoác đúng mã là mã khoác 59 ngàn em bán luôn, mới 100% con đó nha. Trời ơi con này nó đẹp tức dễ sợ luôn, con này đẹp quá mà không có mấy chị coi. Mấy chị coi like, mấy chị không có, hôm nay không có nhiều người coi like. Mã khoác à em chốt chị KK Hằng. Hôm nay không có nhiều chị coi like. Trời ơi con này nó đẹp, con này nó hơi rộng so với em nên em mới nói 58kg với mấy chị. Con này nó sang lắm mấy bà ơi, nó sang lắm. Con này mấy chị mặc đi tiệc á mấy chị, tại vì cái vai cái này nó hơi rộng so với em đó. Con này bao đi tiệc luôn á mấy chị ơi, tại vì cái vật nè, con này mấy chị phải đi tiệc, mấy chị phải búi tóc lên rồi mang cái bông tai ở đây ha, bỏ cái áo cổ có cổ để em nào em mặc có cổ cao quá. Đưa cá khách lấy rồi chơi chế. Phạm Kim Anh mình mặc con này đừng mặc đuôi cá bơi, tướng mà mặc đuôi cá kỳ lắm nè, tướng mà mặc cổ trụ nè, đầm cổ trụ nè, tướng mà mặc con này đẹp hơn nghe, tin em chứ đừng tướng mà mặc đuôi cá là tôi chết liền luôn á. Khoác chốt rồi chị, tướng mà mặc con cổ trụ đó đẹp đó. Nãy giờ sao không thấy hả? Trời em qua rồi, khoác em lên nhiều lắm luôn. Ừ em lấy con khoác đó cho chị KK Hằng cái đã. Tướng bà mặc con cổ trụ nó đẹp hơn nha. Trời ơi đừng có mặc đuôi cá. Rồi em có một con khoác nữa nè, lên cho mấy chị Thị Phạm. Con này dễ thương lắm. Con này là vải của nó là vải Volter, Volter nha, size SM. Trời ơi bạn vô nó sexy lắm nha. Trời ơi nó đẹp, mà nó đẹp một cách khủng khiếp luôn. Trời ơi đã lắm nha, Volter đó nó sexy dữ lắm mấy chị. Dài chốt che mã Volter đi, Volter nha mấy chị. Lần đầu tiên có một cái con Volter nha. Cổ trụ đó là đầm hả? Tôi chưa mặc bao giờ. Rồi đây em cao mấy sáu á chị à, hả đầm đó. Con này mà mặc sắn tay lên nhìn đẹp lắm bà, mặc sắn tay lên mang về ba tay vô cổ trụ mặc nó sẽ phong cách hơn, nhìn nó quậy hơn. Con này nó có cái dây nha để sắn tay lên nè. Con này mà mặc sắn tay mang về ba tay đẹp chứ, tướng bà đừng có mặc đuôi cá, tướng tròn đừng mặc đuôi cá, đuôi cá là ốm ốm tao bạn bà ơi đó. Cổ trụ là mặt đẹp nè, tại vì nó có phải có phần xòe nhẹ dưới nên mặt nó sẽ không có hạn chế cảm giác mà bị mập á, hiểu không? Đã E7 con này hạn chế cảm giác bị mập tới giờ rồi đó mấy chị. Trời ơi con này nó giống như cái kiểu mà nãy giờ like, nhưng mà cái ren nó khác, cái ren của nó là đuôi chuông, còn nãy là cái ren của nó là ren, cái đuôi của nó đuôi tam giác. Rồi con này tay tòng luôn. Dáng con này rất là đẹp nha mấy chị. Đẹp trước đẹp sau luôn. Con này mấy chị mặc chụp hình, mấy chị quay cái lưng đằng sau nặng như vậy nè, giống Ngọc Trinh hay chụp quay cái đít ra gì đó. Bao đẹp. 55kg đến 58kg, 55kg đến 58kg nha. Chốt cho em mã E7.
Không biết Facebook nó có nhận diện cái tiếng khóc của con trai tôi không ta. Cái sao mà nó gán tôi vô cái tội là bạo hành gia đình á. Sao mà nó chặn cái like của tôi luôn. Rồi lên đầm dễ thương nữa nè. 50kg đến 53kg thôi. Con này size SM nhỏ, 50kg đến dưới 53kg. Chốt cho em mã đầm ren đi. Mã đầm ren đi, E7 lấy cho chị Mỹ Lan cái nè. Đầm ren đó 53kg quay đầu nha, ren mặt trước mặt sau luôn. Rồi con này cũng là form đầm đó mấy chị, free size 50-55kg. Chốt cho em mã độc lạ 59.000 luôn. Trời con này bao dễ thương. Con này mà không chốt nữa thì thua liền. Siêu phẩm á, con này là siêu phẩm, 50kg quay đầu siêu phẩm. Thiệt á, cái con vơ theo bà chốt á là bữa đó em không có hài lòng thiếu não chứ. Mà em không nói, bà dục em cho bằng được, chốt cho em ở M2. Mà em ghét cả đời, em like stream em ghét ai hối em lắm nha. Đợt đó là tôi chốt cho bà là tôi ức chế tới giờ luôn á. Đồ đẹp nè, mốt đừng hối em nha. Khi nào con sau canh em thích, khi nào em thích em đọc số chứ đừng hối em nha. M2 chị Nguyễn Điệp. Lấy số điện thoại chị Nguyễn Điệp ở dưới nha. Chị Nguyễn Điệp cố gắng chốt 2 cái đủ đơn nha chị Nguyễn Điệp ơi. Nha chị, 2 cái là đủ đơn nha chị. Chứ 1 cái là không có đủ đơn. M2 em sơ cua cho chị Trần Hiền. Thổ cẩm đầm. Thổ cẩm đầm 50kg, 55kg. Chốt cho em mã đầm thổ cẩm 50-55kg mã đầm thổ cẩm. Nhận đẹp thì ok. Nhưng mà ý là sau này đừng có hối em nữa. Toàn là hả đưa MV vô cái thế gài không à. Nào là chị đi công việc, chị đón con, chị đồ đọc mã cho chị chốt đi đồ. Em làm cái đó để em câu khách mà mấy bà cứ bắt em đọc mã không à. Cuối giờ đọc. Dài, em lên. Đầm kimono thêu nè. Con này 48kg. Con này nhỏ lắm nha mấy chị. Con này mấy bà 48kg mặc đẹp giùm em. Ăn cơm chưa kem ơi, con ăn cái gì đó. Rồi chốt cho em mã đầm kimono. Mấy chị ơi ghi chữ kimono cũng được, còn không mấy chị ghi chữ đầm Nhật cũng được nha. Rồi con này chị Trần Hiền, em để con này cho mình. Chịu không? 50kg quay đầu bao sang. Thôi má ơi con này là đẹp hết thời hết thiên hạ rồi đó. Hay quá. Toàn là mấy bà không? Chị Vy ơi đọc đi, chị đi công chuyện. Vy ơi đọc đi, chị đi đón con. Vy ơi đọc đi, gốc cuộc. Chốt cho em mã B10. Chốt cho em mã B10 hả? Cái nó không hối lại vậy. Chốt cho em mã B10. À bẹt vai sọc em còn. Em còn con theo nè. Theo hình, theo chữ, theo tè le. B10 bành B10 em để chị Trần Hiền nha chị, mấy chị. Chị Trần Hiền ok rồi, để chị Trần Hiền cho nó đủ đơn chị Trần Hiền. Chị Trần Hiền một cái B10 để chị Trần Hiền. Ưu tiên chị Trần Hiền cái B10 giùm em nha. Bả lâu lâu bả mới chốt được một cái. Rồi theo nè. Con này 50kg quay đầu thôi mấy chị, 50kg quay đầu. Theo công sở 50kg quay đầu. Chốt cho em mã số 12 theo công sở 50kg quay đầu nha. Theo mà dạng công sở á. Để em coi điệu điệu em còn. Màu mỡ gà nè mấy chị. 50kg đến 52kg màu mỡ gà. 50kg đến 52kg màu mỡ gà. Chốt cho em mã số em hết chỗ treo đồ luôn, thấy ghê chưa. Chốt cho em mã số 21 nha. Màu mỡ gà mã 21. Nãy chị gì hỏi em sắt cánh đúng không? Nguyên xào em hết mẹ nó sắt cánh rồi bà ơi. Rồi ơi. Rồi con này công sở mà size to. Cái cổ của nó khá là bèo. Con này 55kg đến 60kg. 55kg đến 60kg nó thon nó thở. Chốt cho em mã 530. 530 nha. Đây. Con này sang nữa. Con này 50kg nè, 50kg 52kg.
50kg đến 52kg đẹp. Chốt cho Vi mã số 36 nha, 50kg đến 52kg, mã 36. Rồi con này ok lắm nè. Trời má ơi, con đầm này nó rất là nhiều chiêu trò luôn á. Tuy nó là size 50kg, 52kg, á lộn, tuy nó là size 55kg nhưng mà mấy bà size nhỏ là đẹp lắm. Chốt mã M5, tại con này là nó kiểu như lưới caro á, nó rất là dễ phối đồ. Mã M5 nha mấy chị, siêu phẩm luôn á mấy chị. 36 trái trang bích ngọc nè. 65kg, chị thích tay ngắn hay tay dài? Rồi nghỉ nè. Chiều like. Vậy mặc tay ngắn hay tay dài chị Nguyễn Điệp? Em lên cái em nghỉ. 65kg chị cao mét nhiêu cho em thông số về chiều cao luôn nha chị. 65kg cao mét nhiêu chị? Con này 50kg cho đến 57kg giùm em nha. 50kg cho đến 57kg, chốt cho em mã ren đi. Baby doll. Trời ơi con này dễ thương quá vậy. 50kg cho đến 55kg, chốt cho em mã số B34. Trời con này dễ thương quá. Ren của chị bức thư Thái Hương Trà, siêu phẩm nè. Rồi con này 60-65kg vừa. Con này tay cánh dơi nên bao nhiêu ký cũng vừa hết á. Chốt siêu phẩm ra thơ này cho em mã số M70. Con này nè mấy chị, 60-65kg vừa nha mấy bà, sẽ ép mặt dễ thương nữa nha. Cũng dễ thương nha mấy bà sẽ. Chốt cho em mã M70 nên là nó là dòng free size dùm em nha. B34 của chị Nhi Quỳnh. M70 của chị Ngọc Thu. Em cắm sạc pin cái nha mấy chị. Ủa thôi. Thôi. Có cái cục sạc của à không. Cái cục sạc của chị sáng có không? Cái chui đâu? Đợi em chút. Bước vô phòng nhìn lên cái máy in coi có. Nó sơ mi công sở rồi hả chế? Có á. Để em chút em vô xem sàn. Để em tím lấy cái cục chuông sạc đó mấy chị. Em cắm sạc cái nha mấy chị. Rồi em mở cái micro ra nên là nó sẽ hơi nhỏ nha mấy bà. Nó đang ăn á chị, mà nó gây á, nó đang ăn á. Sáng bú mớm xong rồi mới lên đó chứ. Ngọc Thu mà vậy thôi. Con này 55kg nha mấy chị, 55-58kg giùm em. Con này 55kg đến 58kg giùm em nha. Chất vôn lụa, chốt kem mã M73. Con này 55-60kg, dòng này free size đẹp nè. 55-60kg, dòng này free size nè. Vải này mấy chị đóng thùng cũng đẹp, mà mấy chị mặc thả ra với quần ôm cũng đẹp. Chốt cho em mã 81 nha, con nó free size nha mấy chị. Mã 81 free size với 60kg nha. Trời ơi. Rồi thôi em ốp với mấy bà hà. Chưa em lên mấy bà ơi. Mấy bà nào có con thương em nè, khổ lắm nè. 60kg, chốt cho em mã theo 60kg được á. Size XL.
Em hẹn mấy bà đợt sau nữa nha. Rồi 60kg xe XL mấy bà ơi, 60kg nha. Nghỉ thôi chị, có gì hẹn mấy chị đợt sau nha. Chứ bây giờ em mấy nay bị dí quá. Dạ có gì chốt theo chốt cho em nha. Còn chị gì không đủ đơn thì hẹn chị đợt sau luôn. Chứ một cái bên em không có bán. Có ba mấy chị.